Chương 601, bọn họ thật tàn nhẫn. E rằng ngay cả cửa ải của viên gia tường, Trình Hải cũng không thể vượt qua, huống chi là lời vu khống tiếp theo của Hứa Quân Mỹ. Cốc cốc cốc. Trình Hải gõ cửa bước vào văn phòng nói, "Cậu chủ, cậu đã nghĩ ra là kẻ nào muốn đối phó với công ty của chúng ta chưa?" Giang Sách giơ tờ giấy A4 lên, hiển thị hai cái tên ở trên đó. Trình Hải nhìn tờ giấy rồi gật đầu, "Thật ra tôi cũng nghĩ như thế." chỉ có Tôn Vĩnh Trinh mới làm ra chuyện như vậy. Lúc trước hắn ta đã biến mất một khoảng thời gian dài, tôi vốn tưởng rằng hai nhà sẽ không còn đấu đá với nhau nữa, ai rẻ. Hai, Giang sách hờ hững nói, hắn ta không có biến mất, mà đang lặng lẽ đợi cơ hội. Cơ hội ư? Đúng vậy, bây giờ chính là thời cơ của bọn họ. Trong mắt người bình thường, hành động tốt mà chúng ta đã làm là chuyện tạo dựng tên tuổi, nâng cao danh tiếng, nhưng trong mắt bọn họ, đây chính là cơ hội tấn công tốt nhất. Một khi bọn họ bôi nhỏ thành công, chúng ta sẽ phải chịu đựng gấp 10 hoặc trăm lần sức ép từ dư luận, thậm chí công ty cũng sẽ vì thế mà bị phá sản. Trình Hải nghiến răng nói, bọn họ thật tàn nhẫn. Giang sách nhìn cái tên trên tờ giấy, trong lòng hơi vui mừng, nhưng cũng hơi thất vọng. Anh vui mừng là vì mình không nhìn lầm thực lực của tôn tại ngôn, người đàn ông này thật sự rất thông minh, là một đối thủ mạnh, đáng để Giang sách chú tâm đến còn thất vọng là vì tôn tại ngôn đã lợi dụng trận hỏa hoạn này audio điện tử võ tấn bền anh ta mặc kệ việc sống chết của dân chúng gạt hết chân thiện mỹ qua một bên để giải quyết đối thủ của mình mà bất chấp tất cả không từ một thủ đoạn cách làm như vậy thật đáng xấu hổ giang sách vừa yêu vừa hận tôn tại ngôn trong lòng cảm thấy hơi khó chịu anh ném tờ giấy vào thùng rác rồi đứng dậy đi ra ngoài trình hải hỏi cậu đi đâu thế giải trí ức mạch cái gì? Giang Sách giải thích, Tôn Vĩnh Trinh sẽ không thỏa mãn khi chỉ giải quyết khoa học công nghệ tầm mộng. Tôi tin chắc rằng hắn ta cũng sẽ nghĩ cách để đối phó với giải trí ức mạch. Bây giờ khó khăn của khoa học công nghệ tầm mộng đã được giải quyết tạm thời. Tiếp theo, không biết giải trí ức mạch sẽ phải hứng chịu đòn tấn công như thế nào. Tôi phải mau chóng đi qua đó. Trước khi rời đi, Giang Sách dặn dò lời cuối cùng, chú Trình, mấy ngày tới chủ hãy vất vả trông chừng công ty nếu có bất kỳ động tính gì thì phải báo ngay cho tôi biết. Nhất là tình huống như hôm nay, tuyệt đối không được đồng ý bất kỳ điều gì với người khác một cách dễ dàng. Trình Hải gật đầu đáp, tôi biết rồi, cậu mau đi tới giải trí ước mạch đi. Được. Trình Hải mỉm cười, nhìn bóng lưng rời đi của giang sách. Ông quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, rồi tự lầm bẩm lão ra, ông đã mất tích nhiều năm như vậy, cũng không biết là sống hay chết. Mặc kệ ông sống hay chết, nhưng có một người đáng để ông tự hào đó chính là đại thiếu gia cậu ấy đã trưởng thành rồi trở thành người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất lão gia nếu ông có thể nhìn thấy đại thiếu gia như vậy chắc chắn ông sẽ vui mừng đến mức khua tay múa chân đúng không khụ 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 sứt lời trình hải bỗng ho khan ông vội vàng lấy khăn tay ra che miệng lại rồi ngồi xuống sofa liên tục ho khan sau khi ho mấy phút ông mới lấy lại sức rồi ông lại nhìn khăn tay, trên đó đều là máu. Hai, xem ra mình đã già thật rồi, không còn dùng được nữa. Mình chỉ hy vọng trước khi rời xa cõi đời này, mình có thể nhìn thấy một ngày doanh nghiệp thiên đỉnh bị phá sản, cũng như tên khốn tôn vĩnh trinh kia bị kết án. Như vậy khi xuống dưới cửu quyền rồi, mình cũng có thể đối mặt trực diện với nhị thiếu gia. Khổ khổ, khổ khổ. Chương 602, chuyện này rất kỳ lạ trong văn phòng chủ tịch tòa nhà doanh nghiệp Thiên đỉnh ở trung tâm thành phố Giang Nam. Tôn Vĩnh Trinh và Tôn Tại Ngôn đang bàn bạc về kế hoạch đối phó với giải trí ức mạch, toàn bộ kế hoạch đã được bàn bạc xong xuôi hết rồi, bây giờ chỉ cần đợi quyết định chi tiết cuối cùng nữa thôi. Trên mặt Tôn Vĩnh Trinh tràn đầy nụ cười gian xảo và bị ổi. Chú em, chú được lắm, chiêu này của chú thật cay độc. Lần này coi như giải trí ức mạch hoàn toàn phá sản rồi. Khoa học công nghệ tầm mộng sụp đổ trước, rồi giải trí ức mạch cũng nổi gót theo sau để tôi xem sau này giang sách sẽ nhảy nhót như thế nào ha 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 trong lúc hắn ta đang vui mừng thì cửa văn phòng bỗng mở ra thư ký vội vàng đi vào vẻ mặt hơi khác thường nói chủ tịch đã xảy ra chuyện rồi hả tôn vĩnh trinh cảm thấy hơi khó chịu hôm nay đều là chuyện tốt tâm trạng hắn ta đang vui sướng bỗng nghe thấy câu đã xảy ra chuyện rồi tất nhiên sẽ cảm thấy hơi khó chịu hắn ta dò hỏi hôm nay là ngày lành tháng tốt nên cô đừng có làm tôi cụt hứng thư ký toát mồ hôi lạnh quả thật đã xảy ra chuyện rồi ạ à. mẹ kiếp có phải cô muốn tôn tại ngôn đang ngồi ở bên cạnh vội đẩy tôn vĩnh trinh sang một bên rồi nghiêm túc nhìn thư ký hỏi xảy ra chuyện gì vậy thư ký vội vàng kể lại chuyện vừa mới xảy ra ở khoa học công nghệ tầm mộng từ khi viên ra tường bị dẫn đi cho đến hứa quân mỹ bị cảnh sát khống chế giam giữ Toàn bộ quá trình đều có người theo dõi kiểm tra nên không thể nào sai được. Nghe xong, sắc mặt hai anh em họ Tôn đều trở nên hơi cứng ngắc. Được rồi, tôi biết rồi, cô cứ lui xuống đi. Vâng. Thư ký vội vàng rời khỏi văn phòng rồi đóng cửa lại, nhưng vừa đóng cửa xong đã nghe thấy tiếng ghế ngã nặng nề phát ra từ bên trong, không cần nghĩ cũng biết là Tôn Vĩnh Trinh đang phát điên. Đúng như dự đoán, Tôn Vĩnh Trinh đã xô ngã ba bốn chiếc ghế liên tiếp xuống sàn rồi đạp đổ cốc và thùng rác ở khắp nơi, đang nổi trận lôi đình. Tất nhiên tồn tại ngôn cũng rất tức giận. Nhưng anh ta lý trí hơn, dù tức giận đến đâu đi chăng nữa, anh ta cũng có thể phân tích vấn đề một cách khách quan, rồi mở máy tính lên, theo dõi tin tức mới nhất. Xem xem xem, xem cái con khỉ. Tôn Vĩnh Trinh gầm lên, chú luôn miệng nói kế hoạch không có một chút sơ hở, còn bảo gì mà đội thứ nhất, đội thứ hai giống y như thật, nhưng kết quả thì sao? vẫn bị giang sách giải quyết một cách dễ dàng. Chú, chú đúng là thằng em tốt. Có phải mấy năm nay chú luôn trốn trong biệt thự nên chỉ số IQ bị giảm sút đúng không? Tôn tại ngân cũng là con người, nên cũng nổi nóng. Cộng thêm việc anh ta vốn không hòa thuận với Tôn Vĩnh Trinh, nên nhất thời nổi nóng, đập bàn giận dữ quát anh hét cái gì. Nếu anh chế kế hoạch của tôi không được thì tự anh nghĩ ra đi. Hai anh em nhìn chằm chằm lẫn nhau, trong phòng nhất thời chìm trong sự yên tĩnh chết chóc. Mặc dù Tôn Vĩnh Trinh rất tức giận, nhưng hắn ta không hề ngốc. Hắn ta cũng nhìn ra kế hoạch của Tôn Tại Ngôn thật sự rất lợi hại, vô cùng nham hiểm. Nếu hắn ta là người bị hại, chắc chắn sẽ không bao giờ thoát khỏi đòn tấn công của Tôn Tại Ngôn. Vấn đề ở đây là giang sách có thể trốn thoát bằng cách nào? Sau khi đọc xong tin tức, Tôn Tại Ngôn liên tục cau mày, khó hiểu nói, viên gia tường đã bị viễn đông chú ba của anh ta dẫn đi. Đây không phải là vấn đề, mà vấn đề mấu chốt ở đây là tại sao Viên Đông lại đến khoa học công nghệ tầm mộng. Theo lý mà nói, người có thân phận như Viên Đông không thể nào đi tới nơi đó được. Hơn nữa, dù sao thì Viên Đông cũng là chú ba của viện gia tường, ông ta cực kỳ thương yêu đứa cháu này của mình, nên không có lý do gì lại vì đại nghĩa mà mặc kệ người thân được. Chỉ có một cách giải thích duy nhất là khoa học công nghệ tầm mộng được người của chính phủ che chở. Nhưng tồn tại ngôn đã điều tra rồi sau lưng khoa học công nghệ tầm mộng không có bất kỳ thành viên chính phủ nào cả, mà chỉ là công ty do Giang Mạch để lại năm đó, rồi được Giang sách hồi sinh. Chuyện này rất kỳ lạ. Tạm thời gạt chuyện này sang một bên, rồi lại nhìn chuyện của hứa quân Mỹ. chương 603, bọn họ đã thất bại một cách thảm hại. Về chuyện này, anh ta không thể không khâm phục lòng dũng cảm và trí tuệ của Giang sách, không chỉ nhìn thoáng qua là biết Uông Cường đang giả vời bại liệt, mà còn quyết đoán ép Uông Cường hiện nguyên hình người bình thường làm sao có khí phách như vậy. Hơn nữa, cho dù người bình thường có nhìn ra cũng có thể ép uông cường hiện nguyên hình hay sao. Về trình độ phương diện y thuật này, tồn tại ngôn không thể làm được. Nhưng giang sách lại làm được. Điều này chứng tỏ giang sách đã nghiên cứu rất sâu về y thuật, đạt đến trình độ mà tồn tại ngôn không thể đuổi kịp. Khá lắm giang sách, anh không chỉ có bản lĩnh, can đảm hơn người, trí tuệ siêu phàm, mà ngay cả y thuật cũng đạt đến trình độ dày công tôi luyện thật sự quá mạnh mẽ. Tôn Tại Ngôn đã mắc sai lầm ở chỗ anh ta không thể ngờ rằng y thuật của Giang Sách lại cao siêu phàm đến thế. Lần này anh ta đã thất bại. Đây là lần thứ hai rồi. Tôn Tại Ngôn vốn tưởng rằng kế hoạch của mình quá chu toàn, có thể đánh bại Giang Sách. Ai dè núi cao còn có núi còn cao hơn. Anh ta tiếp tục bị Giang Sách đánh bại lần thứ hai. Tôn Tại Ngôn chưa bao giờ thua trước bất kỳ ai, nhưng lại thua hai lần liên tiếp trong tay Giang Sách nên trong lòng không khỏi cảm thán trời đã sinh du sao còn sinh lượng. Trong lòng anh ta bỗng có cảm giác bơ vơ bất lực, không thể làm gì được. Tôn Vĩnh Trinh nói, mẹ kiếp, khoa học công nghệ tầm mộng không những không đóng cửa, mà bây giờ còn nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn. Sau khi bản tin được tung ra, mọi người sẽ càng ủng hộ khoa học công nghệ tầm mộng hơn, dù nói gì cũng sẽ kiên quyết không tin vào những lời nói xấu bôi nhọ khoa học công nghệ tầm mộng của người khác. Dù sau này chúng ta muốn tiếp tục bôi nhọ cũng không thể làm gì được. Đây là lẽ đương nhiên. Sau khi bạn bôi nhọ một người thất bại, sẽ gây ra hiệu quả hoàn toàn ngược lại, người đó sẽ càng trở nên cao lớn hơn, rồi đi sâu vào lòng người hơn. Hành động lần này, không những không giải quyết được khoa học công nghệ tầm mộng, mà còn giúp nó gây dựng danh tiếng không thể sụp đổ. Thật nực cười, nhưng cũng đáng tiếc và đáng thương. Bọn họ đã thất bại một cách thảm hại bây giờ chúng ta phải làm sao đây tôn vĩnh trinh hỏi tôn tại ngôn nhìn kế hoạch trên bàn trong lòng cũng thấp thỏm bất an hai kế hoạch tỉ mỉ lần trước đều bị thất bại liệu kế hoạch nhắm vào giải trí ức mạch lần này còn có thể thành công hay không lần đầu tiên anh ta nảy sinh lòng nghi ngờ về kế hoạch của mình anh nói thử xem kế hoạch lần này của tôi có thể thành công hay không tôn tại ngôn hỏi tôn vĩnh trinh anh ta là người kiêu ngạo Chắc chắn trước đây anh ta sẽ không bao giờ làm như thế. Điều này đủ để chứng tỏ anh ta gần như đã đánh mất sự tự tin của mình rồi. Tôn Vĩnh Trinh đâu thể nghĩ nhiều như vậy. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta đã mất mấy ngày để vạch ra kế hoạch này, để tâm đến mọi ngóc ngách, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vì thế chúng ta cứ tiến hành đi, không thể trừ khử khoa học công nghệ tầm mộng thì ít nhất cũng phải trừ khử giải trí ức mạch. Như vậy tôi cũng có thể chấp nhận được. Nói thì dễ, nhưng lúc bắt tay vào làm có thật sự dễ dàng như vậy không? Tôn Tại Ngôn thở dài, bây giờ ngoài việc tin tưởng vào bản thân thì anh ta còn có thể làm gì được? Hơn nữa anh ta cũng đã đứng trên góc độ của Giang Sách tiếp đãi kế hoạch lần này. Nếu anh ta đổi thành Giang Sách thì anh ta hoàn toàn không có cách nào để ứng phó với kế hoạch lần này. Nếu ngay cả kế hoạch lần này cũng thất bại thì Tôn Tại Ngôn sẽ không còn lời gì để nói, mà sẽ rút lui vĩnh viễn, không bao giờ xuống núi nữa anh ta tự tin chắc địch nói tôi vẫn không tin lần này giang sách có thể là đại la kim tiên tôi phải chiến đấu trận cuối cùng với anh ta tôn tại ngôn nhìn tôn vĩnh trinh nói bây giờ anh mau đi gọi toàn bộ người phụ trách dạp chiếu phim ở khu vực giang nam tới đây để thực hiện kế hoạch đúng rồi anh phải tập hợp một cách bí mật không được để lộ sơ hở tôi biết rồi suốt lời tôn vĩnh trinh xuất phát ngay lập tức đây là trận chiến cuối cùng giữa anh ta và giang sách không thành công cũng thành nhân là trận chiến cuối cùng đặt cược toàn bộ tài sản của doanh nghiệp Thiên Đình. Chương 604, chuyện này khó mà nói trước được. Ở tòa nhà văn phòng doanh nghiệp Thiên Đình, từng chiếc ô tô bình thường lần lượt chạy vào bãi đậu xe một cách kín đáo. Thoạt nhìn cũng không có gì khác thường. Trong phòng hội nghị, từng người ăn mặc bình thường ngồi chung với nhau. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại không phải vậy. Nếu là người có hiểu biết nhìn thấy những người có mặt ở đây, chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, bởi vì tất cả những người này đều là người phụ trách các dạp chiếu phim lớn ở khu vực Giang Nam. Bình thường chỉ có những bữa tiệc lớn mới có thể tập hợp đám người này, nhưng bây giờ bọn họ lại ngồi chung với nhau một cách kín đáo, hơn nữa còn ở trong phòng hội nghị của doanh nghiệp thiên đình. Bọn họ định làm gì thế? Sau khi mọi người đã tập hợp đông đủ, cửa phòng hội nghị liền bị khóa trái, không ai được phép ra vào nơi này. Tôn Vĩnh Trinh chủ tịch doanh nghiệp thiên đỉnh đang ngồi ở đầu bàn hội nghị. Hắn ta hít một hơi thật sâu, rồi nghiêm túc nói, mọi người có mặt tại đây đều là nhân tài kiệt xuất một phương trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình khu vực Giang Nam. Hôm nay, mọi người tập trung tại đây, tôi cũng đã nói rõ mục đích của mình ở trong email. Chúng ta có chung một mục tiêu, đó chính là giải trí ức mạch. Nghe thấy bốn chữ này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Có thể thấy bọn họ vừa hận lại vừa sợ giải trí ức mạch bọn họ đã muốn trừ khử nó từ lâu nhưng lại không dám tự tiện động vào nhân vật khổng lồ này lần này có doanh nghiệp thiên đỉnh dẫn đầu mọi người cùng nhau hợp lực đối phó với giải trí ức mạch thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn tôn vĩnh trinh nhìn một vòng rồi nói tiếp kể từ khi giải trí ức mạch phát triển mọi người đều sống rất khó chịu đúng không trước đây giới điện ảnh và truyền hình là một mớ hỗn độn mà càng hỗn độn thì bọn họ càng kiếm được tiền nhưng kể từ khi giải trí ức mạch bước vào đã làm sạch thác nước này quá mức, khiến bọn họ kiếm được ngày càng ít, mà đồng tiền đến từ khu vực bất hợp pháp cũng gần như biến mất. Điều quan trọng nhất là tỷ lệ phân chia của giải trí ức mạch đều cao hơn bất kỳ công ty nào khác, chuyện này chẳng khác nào đang réo thịt trên người bọn họ. Mấy người này đã sớm bất mãn rồi, nhưng vì phim của giải trí ức mạch thật sự bán được tiền, nên bọn họ vẫn luôn nhẫn nhịn. Cuối cùng hôm nay cũng có người lấy can đảm dẫn đầu nói ra vấn đề này. Tôn Vĩnh Trinh thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của mọi người thì cười nói, xem ra mọi người đều rất bất mãn với giải trí ức mạch, vậy thì tôi sẽ không phí lời nữa. Lần này tôi gọi mọi người đến đây là để đối phó với giải trí ức mạch. Tôi đồng ý với mọi người, chỉ cần chúng tôi trừ khử được giải trí ức mạch thì chúng tôi vẫn sẽ làm việc theo quy tắc cũ, thậm chí tôi còn chia thêm 10% hoa hồng cho mọi người. Ai đồng ý làm cùng tôi thì ở lại, còn không đồng ý thì đi ra ngoài. Tôn Vĩnh Trinh nhìn mọi người xung quanh. Trong lòng mỗi người có mặt tại đây đều thầm nghĩ, không ai trong bọn họ dám một mình đối đầu với giải trí ức mạch, nhưng nhiều người hợp lại như vậy thì sẽ khác. Để kiếm nhiều tiền hơn, bọn họ sẽ làm. "Chủ tịch Tôn, tối ủng hộ anh." Tiêu diệt giải trí ức mạch, quay về thời đại kiếm tiền ban đầu của mọi người. "Chúng ta phải trừ khử anh ta bằng mọi giá." Phản ứng của mọi người khiến Tôn Vĩnh Trinh cực kỳ vui sướng điều này gần như gần như nằm trong dự đoán của hắn ta tôn vĩnh trinh đè tay xuống ra hiệu mọi người hãy im lặng rồi bình tĩnh nói giải trí ước mạch là một công ty lớn gần đây bên đó còn đang làm việc từ thiện danh tiếng rất tốt một là không động vào nó ngược lại muốn động thì tiêu diệt triệt để nó không được để cho anh ta có bất kỳ cơ hội trở mình nào vì thế tôi đã chuẩn bị một kế hoạch tỉ mỉ chỉ cần mọi người đóng góp chút sức lực thì tôi đảm bảo đảm giải trí ước mạch sẽ chết chắc. Kết, một chiếc xe màu trắng bạc đã dừng lại trước tòa nhà giải trí ức mạch. Giang sách bước xuống xe, rồi đi thẳng một mạch vào trong tòa nhà văn phòng, đi tới văn phòng của Trình Đan Đình. Trình Đan Đình hơi bất ngờ khi nhìn thấy Giang sách tới đây. Giang sách, sao anh lại tới đây? Tôi vừa mới đọc tin tức, bảo rằng bên khoa học công nghệ tẩm mộng xuất hiện một số tình huống, tôi đang định gọi qua đó để hỏi thăm đây. Giang sách trả lời, chuyện ở bên đó đã được xử lý ổn thỏa hết rồi. Tôi lo rằng bên này cũng sẽ bị người khác nhắm vào, nên cố ý đến đây xem thử. Đan Đình, gần đây có xảy ra chuyện gì bất chắc không? Trình Đan Đình lắc đầu đáp, không có. Không có ư, Giang sách cúi đầu nghĩ, là thật sự không có, hay là đối phương vẫn đang bố? Chuyện này khó mà nói trước được. Trường 605, chuyện này thật khó hiểu trong lúc hai người đang trò chuyện thì thư ký bước vào nói chủ tịch giang tổng giám đốc trình triệu đỉnh giám đốc nghệ thuật của bộ phận điện ảnh và truyền hình nói rằng anh ta có chuyện quan trọng muốn gặp hai người triệu đỉnh ư giang sách nheo mắt lại anh nhớ rất rõ rằng triệu đỉnh là nội ứng do giải trí bá khổng sắp xếp vào trong giải trí ức mạch trước đó anh ta đã lấy cắp lời bài hát của giải trí ức mạch khiến giải trí ức mạch bị tổn thất nặng nề anh ta mà còn giữ anh ta lại đồng thời cho anh ta một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho ba anh ta giang sách đã giữ anh ta lại vì nói không chừng sau này sẽ có chỗ cần dùng đến chẳng lẽ là hôm nay sao cô bảo anh ta vào đây đi vâng thư ký đi ra ngoài chưa tới nửa phút sau triệu đình đã bước vào bây giờ trong triệu đình đã có tinh thần hơn nhiều giang sách không vội dò hỏi chuyện gì cả mà quan tâm đến ba anh ta triệu đình bệnh tình của ba cậu ra sao rồi Triệu Đình càng cảm thấy an ủi, không ngờ đã lâu như vậy rồi mà chủ tịch vẫn nhớ đến. Chuyện nhỏ nhặt này, cảm ơn sự quan tâm của sếp Giang, ba tôi đã được điều trị rất suôn sẻ, bây giờ đã xuất viện rồi, tạm thời không có vấn đề gì đáng lo ngại. Vậy thì tốt, sau khi cho quả táo ngọt, Giang sách mới chuyển sang chủ đề chính, cậu nói cậu có việc quan trọng muốn tìm chúng tôi đúng không? Đúng vậy, thậm chí anh ta còn đóng cửa văn phòng lại nói nhỏ, tôi đã nhận được tin tức mới nhất, bên phía doanh nghiệp thiên đỉnh đang định nhắm vào giải trí ước mạch. Quả nhiên, điều này đã nằm trong dự đoán của giang sách, nên anh không mấy ngạc nhiên. Có điều lời nói tiếp theo của Triệu Đình thật sự đã khiến Giang Sách phải sợ hết hồn. Triệu Đình nói, dựa vào những gì mà người bạn ở doanh nghiệp thiên đỉnh của tôi tiết lộ, thì Tôn Vĩnh Trinh đã mời tất cả các giám đốc dạp chiếu phim lớn ở khu vực Giang Nam đến, rồi bí mật thảo luận trong một căn phòng đã khóa kín bọn họ đã thảo luận chuyện đối phó với giải trí ức mạch một doanh nghiệp thiên đỉnh đã khó đối phó rồi bây giờ còn cộng thêm toàn bộ giám đốc dạp chiếu phim lần này thật sự lớn chuyện rồi cậu có biết kế hoạch của bọn họ không giang sách hỏi về tình hình cụ thể thì tôi không rõ cho lắm nhưng dựa vào sự nghe ngóng từ nhiều nơi của tôi hình như bọn họ định động tay động chân ở phòng vé phòng vé ư đúng vậy chính là phòng vé bộ phim công ích mới nhất của chúng ta còn hành động cụ thể như thế nào thì tôi không biết là bộ phim công ích vừa mới quay xong hàng trăm ngôi sao đã được mời đóng bao gồm diễn viên ca sĩ thịt tươi lưu lượng lão hí cốt thiên vương thiên hậu chỉ cần là người nổi tiếng thì đều có mặt bộ phim này đã sớm công bố ra bên ngoài toàn bộ phòng vé đều dùng để cứu trợ hoàn thành việc xây dựng lại công viên rừng cũng như giúp đỡ những người bị bỏng trong trận hỏa hoạn Giải trí ức mạch hoàn toàn không muốn đụng đến số tiền này. Nếu đã như thế thì mấy người Tôn Vĩnh Trinh còn muốn làm gì? Nếu động vào mấy phòng vé này, hình như chẳng hề ảnh hưởng đến giải trí ức mạch đúng không? Chuyện này thật khó hiểu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 606, hàng trăm ngôi sao lớn đã diễn xuất miễn phí. Trình Đan Đình hơi khó hiểu nói, tại sao bọn họ lại muốn động tay động chân vào phòng vé? chẳng lẽ bọn họ muốn bỏ túi riêng từ khâu trung gian rồi cắt xén tiền của chúng ta. Đây là tình huống duy nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra. Nhưng vấn đề ở đây là cho dù bọn họ cắt xén đến đâu đi chăng nữa thì cũng cắt xén được bao nhiêu. Trong khi phần chính vẫn nằm trong tay giải trí ức mạch. Hơn nữa giải trí ức mạch cũng không mong đợi rằng sẽ lấy lại vốn từ doanh thu phòng vé này, mà đều dùng hết vào việc làm công ích, nên việc bị cắt xén cũng không ảnh hưởng gì mấy đến bản thân công ty cùng lắm thì sẽ có ít người nhận được sự giúp đỡ. Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ. Giang Sách đi đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời, anh biết kẻ chủ mưu đứng đằng sau là Tôn Tại Ngôn, anh ta là người cực kỳ thông minh, chắc chắn sẽ không bao giờ tốn nhiều công sức chỉ để cắt xén một ít tiền. Bởi vì chuyện này không đáng, hơn nữa nó cũng không gây tổn hại gì cho giải trí ức mạch. Tôn Tại Ngôn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Giang Sách thử hoán đổi thân phận dựa vào thân phận của tôn tại ngôn để suy nghĩ về chuyện này động tay vào phòng vé ư sốt cuộc là động tay như thế nào giang sách mở mắt ra đột nhiên nghĩ đến một khả năng ở trong đó chẳng le nếu là vậy thì tình huống sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ trình đan đình lo lắng hỏi giang sách anh cảm thấy bây giờ chúng ta nên làm thế nào giang sách điềm tĩnh trả lời chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch nên làm thế nào thì làm thế nấy ngày mai đúng giờ khởi chiếu phim, rồi trông chừng kỹ phòng vẽ, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Được, tôi sẽ chú ý. Trình Đan Đình và Triệu Đỉnh rời khỏi văn phòng, rồi đi thu xếp các công việc liên quan. Giang sách hít sâu một hơi, nếu mọi chuyện đúng như anh nghĩ thì chuyện này thật sự hơi vướng tay vướng chân. Anh cần phải nghĩ cách kiềm chế nó trước. Thế là anh nhẹ nhàng rút điện thoại ra gọi cho Mộc Dương Nhất. Alo, lão đại, có chuyện gì vậy? Em hãy liên lạc với cục thuế, anh có chuyện cần sắp xếp. Được, mọi thứ đều đã đâu vào đấy, hôm sau phim được khởi chiếu đúng hẹn, những người đặt mua vé đều đã vào dạp xem phim từ trước rồi. Cốt truyện của rất đơn giản, nói về nhân gian bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa vô cớ, thế là Ngọc Hoàng đã phải các vị thần đi xuống dập lửa. Trong quá trình dập lửa đã xảy ra chuyện tranh giành bảo vật, yêu đương, đấu pháp, chém yêu, vân vân, rất nhiều câu chuyện hàng trăm ngôi sao lớn đã diễn xuất miễn phí. Đây là một bữa tiệc thịnh soạn trong làng giải trí, là bộ phim siêu cấp trăm năm khó gặp. Do thời gian quay ngắn, lại được gấp rút một cách cấp tốc, nên bắt khá nhiều. Cũng may đây là bộ phim mang tính chất công ích, nên khán giả cũng không yêu cầu quá cao, đồng thời đây cũng là bộ phim hài, nên mọi người vào dạp xem phim chỉ để giải trí. Trên thực tế, về mặt hài kịch, nó cũng khá thành công. Sau khi xem xong, mọi người đều vui vẻ một trận, cộng với việc nhìn thấy nhiều ngôi sao, nên mua vé cũng xứng đáng. Cộng thêm khán giả rất có cảm giác tham gia mua vé xem phim, cũng như đang giúp xây dựng lại công viên rừng, rồi giúp đỡ những người đáng thương gặp khó khăn trong trận hỏa hoạn, nên rất tích cực mua vé. Nhất thời, tần suất chiếu của bộ phim này cực kỳ cao, mỗi dạp chiếu phim đều từ 90% trở lên, thậm chí một số dạp chiếu phim nhỏ còn có thể đạt tới 100% hai ngày sau khi bộ phim được ra mắt đã đạt được doanh thu phòng vé siêu cao là một tỷ nhân dân tệ, thật sự quá đáng sợ. Hơn nữa nó vẫn luôn duy trì độ hot, không hề có dấu hiệu chậm lại, ngày nào cũng có rất nhiều khán giả đi tới dạp chiếu phim để xem bộ phim hài kịch này. chương 607, ai cũng biểu hiện cực kỳ chân thành. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, doanh thu phòng vé đã vượt mốc 3 tỷ. Một con số cực kỳ khổng lồ. Sau đó, giải trí ước mạch đã không giữ lại một xu, mà quyên góp toàn bộ để xây dựng lại công viên rừng, cũng như giúp đỡ người bị thương đáng thương. Những người thiệt mạng trong vụ cháy cũng nhận được một khoản tiền trợ cấp lớn. Hành động này đã được khen ngợi rộng rãi. Mỗi ngày trên các tiêu đề trang nhất đều là tin tức liên quan bộ phim này và giải trí ức mạch vững vàng chiếm giữ hai vị trí đầu trên bảng hot nhất, không ai có thể cướp đi được. Các phương tiện truyền thông cũng liên tục ca ngợi giải trí ức mạch, tuyên bố rằng bọn họ là đế quốc giải trí vĩ đại nhất. Mặc dù là lời phóng đại, nhưng nó cũng phản ánh sự ủng hộ và lòng yêu mến mà mọi người dành cho giải trí ức mạch. Nhất thời danh tiếng của giải trí ức mạch đã đạt đến đỉnh cao. Trước giờ khu vực Giang Nam chưa bao giờ xuất hiện tình huống như vậy. Nếu cứ tiếp tục, e rằng công ty giải trí ức mạch sẽ chiếm hơn 90% tài nguyên, sau này phần lớn tiền đều sẽ do bọn họ kiếm được. Càng như vậy thì Trình Đan Đình lại càng lo lắng. Bởi vì cô ấy biết doanh nghiệp thiên đỉnh đang đứng phía sau giờ cho quỷ muốn đẩy giải trí ức mạch vào chỗ chết. Vấn đề ở đây là đã hơn một tuần rồi, dường như đối phương không hề có động tĩnh gì. Trình Đan Đình nhìn chằm chằm vào phòng vé cả ngày, nhưng lại lúng túng nhận ra rằng các dạp chiếu phim lớn hoàn toàn không làm gì phòng vé cả, toàn bộ tiền chia từ phòng vé đều rất quy củ. Hoàn toàn không giống như có vấn đề gì. Trình Đan Đình cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ nào là doanh nghiệp thiên đỉnh đã ngừng tay rồi ư? Hay là triệu đỉnh đã báo cáo sai mọi chuyện? cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Trạng thái tốt đẹp này tiếp tục kéo dài thêm 3 ngày nữa, mãi đến ngày thứ 10 sau khi bộ phim được công chiếu, Giang nanh của kẻ địch mới chính thức lộ diện. Giạp chiếu phim Phương Trầm Chủ tịch Phương Khánh Dương đã tổ chức một cuộc họp báo phô trương thanh thế, về cơ bản đã tập hợp tất cả truyền thông có máu mặt ở khu vực Giang Nam. Trước khi tổ chức buổi họp báo này, Phương Khánh Dương cũng không tiết lộ gì nhiều, mà chỉ nói ông ta muốn tuyên bố một chuyện hệ trọng với giới truyền thông và công chúng. Chuyện hệ trọng gì vậy? Không ai có thể đoán ra được, nhưng chuyện hệ trọng trong miệng một nhân vật như này thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, nhất định đây sẽ là một tin tức lớn. Vì thế, cho dù không ai biết sốt cuộc là chuyện gì, nhưng các phương tiện truyền thông đều có mặt đông đủ. Trên bàn hội nghị dài, Phương Khánh Dương dẫn đầu một nhóm lãnh đạo công ty ngồi ngay ngắn, trên mặt ai cũng tràn ngập vẻ buồn bã. Như thể sắp thông báo một chuyện cực kỳ tồi tệ. Sau một hồi im lặng, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Phương Khánh Dương không nói gì cả, đầu tiên ông ta đứng dậy cúi thấp người với toàn bộ phóng viên và giới truyền thông, mấy lãnh đạo công ty khác cũng làm theo hành động của giám đốc, tất cả đều đứng dậy cúi đầu xin lỗi. Ai cũng biểu hiện cực kỳ chân thành. Không ai nói gì cả, mà chỉ cúi đầu xin lỗi trước. Chuyện này là sao? Toàn bộ truyền thông đều mơ màng. Mặc dù mơ màng nhưng bọn họ có thể khẳng định đây chính là tin tức lớn. Các phóng viên đồng loạt chụp ảnh, để chụp lại hình ảnh ở hội trường này, chỉ riêng cảnh tượng xin lỗi trước khi mở màn này cũng đủ thu hút lượng truy cập rồi. Sau 3 phút cúi đầu xin lỗi, Phương Khánh Dương mới dẫn đầu mọi người ngồi xuống. Sau đó, ông ta kéo micro đến bên miệng, rồi nói bằng giọng điệu trầm thấp hơi nghẹn ngào, các bạn truyền thông thân mến, hôm nay Phương Khánh Dương tôi gọi các bạn đến đây để tuyên bố một chuyện. Tôi biết sau khi tuyên bố chuyện này, tôi sẽ rơi vào vòng xoáy dư luận, bị đàn áp, bài xích rồi nhắm đến, nhưng nếu tôi không nói ra chuyện này thì lương tâm của tôi sẽ rất cắn rứt. Có mấy người giả danh lừa gạt, lừa tiền người khác. Bây giờ tôi thật sự không thể nhìn tiếp được nữa, hành động xấu xa như vậy nhất định phải bị vạch trần. Ông ta nhìn quanh hội trường. Trong lúc mọi người đang nín thở, Phương Khánh Dương đã nói ra một chuyện khiến mọi người chết lặng, giải trí ức mạch công ty từ thiện mà các bạn nghĩ? thật ra là một công ty lừa đảo từ đầu đến cuối. Bọn họ dơ bẩn, hạ lưu, khai man phòng vẽ, khiến người khác khinh thường. chương 608, nhất thời thành công, nhất thời thất bại các phóng viên có mặt tại hiện trường đều rất sửng sốt, có ý gì vậy? Phải biết rằng tất cả các phương tiện truyền thông tin tức tại hiện trường, mỗi một nhà đều đang, thổi phồng, giải trí ức mạch, ai nấy đều phấn khích vì những việc làm tốt của giải trí ức mạch. Đây là xu hướng chung, là ý nguyện của người dân và hành động của giải trí ức mạch ai cũng thấy, tính đến nay đã quyên góp được 3,5 tỷ từ phòng vẽ, quá nhiều tiền, không sót một xu. Và tất cả các khoản quyên góp đều có danh sách liệt kê, cách thức quyên góp, quyên góp ở đâu và sử dụng nó như thế nào, rất rõ ràng. Không thể làm giả được. Vì vậy, Phương Khánh Dương đã dám đi ngược dòng, moi móc sai lầm và nói xấu giải trí ức mạch. Không biết nên gọi ông ta là người dũng cảm, hay nên nói ông ta đang tự tìm đường chết đây. Đương nhiên, giới truyền thông vốn đã quen nhìn thấy cảnh tượng lớn, không vì một hai câu mà kìm lòng, họ bình tĩnh chờ những lời tiếp theo của Phương Khánh Dương. Nếu đã dám nói điều này, còn trước mặt rất nhiều người và nói trong cuộc họp báo, không thể chỉ nói một hai câu được, nhất định là có chuẩn bị mà đến. Quả thật là như thế, chuyện đam mỹ. Phương Khánh Dương tiếp tục, có lẽ nếu tôi nói điều này, sẽ khiến mọi người tức giận, mọi người sẽ nghĩ giải trí ức mạch, một công ty tốt chuyên làm từ thiện, tại sao tôi lại bôi đen họ đúng không tôi đang cố gắng thu hút sự chú ý từ chuyện này sao không phải tôi biết bản chất của giải trí ức mạch và bí mật mờ ám đằng sau nó vì vậy tôi mới dám nói điều đó ông ta dừng lại một chút và nhìn người trợ lý bên cạnh lập tức trợ lý mở một thứ gì đó trên màn hình chiếu trên đó là một bản kê khai chủ yếu là ba bộ số liệu trong đó một bộ số liệu mà ai cũng biết đó là doanh thu phòng vé của 10 vạn thiên binh, mỗi ngày giải trí ước mạch đều sẽ công khai, không ai không biết. Đối với hai bộ dữ liệu còn lại, có vẻ thâm sâu hơn. Phương Khánh Dương không chút ngại ngùng nói, tôi sẽ không giải thích bộ dữ liệu đầu tiên, các bạn đều có thể hiểu được, tôi chủ yếu giải thích hai bộ số liệu sau. Bộ dữ liệu thứ hai là phân chia doanh thu phòng vé mà dạp chiếu phim của chúng tôi cung cấp cho giải trí ước mạch, bộ dữ liệu thứ ba là phân chia doanh thu phòng vé thực sự. Khi câu nói này được đưa ra, tất cả mọi người đều bị sốc. Bởi vì điều này có nghĩa là dạp chiếu phim hợp tác với giải trí ức mạch để làm tài khoản âm dương, một phần để công khai, một phần để dùng riêng. Từ hai bộ dữ liệu này, có thể thấy rõ rằng thị phần phòng vé thực tế mà giải trí ức mạch thu được cao hơn 1,5 lần so với con số được công khai. Điều gây khó chịu là tỷ lệ suất chiếu công cộng ở dạp chiếu phim thấp hơn so với tỷ lệ thực tế. Điều này có nghĩa là 10 vạn Thiên binh thực sự đã bán được nhiều tiền hơn, và giải trí Ức Mạch cũng lấy được nhiều phần hơn từ đó. Kết hợp cả hai, giải trí Ức Mạch thực sự kiếm được hơn gấp đôi doanh thu phòng vé công khai. Một con số khá đáng kinh ngạc. Một sự thật khá đáng sợ. Mọi phóng viên đều đang chụp ảnh, ghi âm, quay phim, lúc này tâm trạng ai nấy đều bất an, ai cũng biết ngay khi tin tức này được đưa lên sẽ lập tức giật tít. Và sức nóng sẽ không giảm trong vài ngày tới. Phương Khánh Dương thật sự không thèm đếm xỉa điều gì, ông ta muốn tự chống lại một đế chế giải trí như ước mạch sao. Chỉ sợ rằng ông ta sẽ bị nghiền ép không còn gì cả. Phương Khánh Dương tiếp tục, giải trí ước mạch đã sử dụng, chống thảm họa, như một cái cớ để để các ngôi sao tên tuổi diễn miễn phí. Họ chỉ quyên góp chưa đến một nửa số tiền cho từ thiện, số tiền còn lại đều nằm trong túi của họ. Thậm chí tôi nghĩ phần tiền họ quyên góp công khai có phải đầy đủ hay không, hay lại cầm thêm một ít tiền hoa hồng nữa, điều này cũng nên xem xét lại. Với phẩm hạnh của giải trí ức mạch, bất cứ điều bẩn thỉu nào cũng có thể làm được. Tôi biết rằng việc phơi bày ngày hôm nay, tôi có thể không trụ lại được trong ngành này, giải trí ức mạch nhất định sẽ xử tử tôi, nhưng vì công lý, tôi sẽ làm bằng bất cứ giá nào. Ở câu cuối cùng, Phương Khánh Dương nói một cách đầy dõng rạc. Có vẻ như những gì ông ta nói là thật, không một lời nào là giả. Báo cáo tài chính đã được đưa ra, còn làm giả gì nữa? Tất cả các phóng viên báo đài đều bị sốc. Công ty giải trí ước mạch mà họ ca ngợi đã lộ bộ mặt thật, là một công ty quái thú sử dụng lòng tốt của những người dân bình thường để kiếm tiền. Không chỉ kiếm tiền mà còn đoạt danh tiếng, đúng là không bằng cả con chó con lợn. Các phóng viên truyền thông có mặt tại hiện trường khá lý trí, họ không chắc những lời như Phương Khánh Dương đã nói là thật hay không, nhưng họ vẫn đưa tin sự việc một cách khách quan và công bằng không cần nghĩ cũng biết, trong phút chốc, tin tức quét qua tất cả các trang báo chí giống như Thảo Nguyên bùng lửa. Mọi người đều đang thảo luận về điều này. Công ty từ thiện lớn, giải trí ức mạch lộ bộ mặt thật, đúng là không thể chịu nổi. Phòng vé âm dương, ăn chặn, chèn ép dạp chiếu phim. Chật chật, quả thật có thể hình dung là loang lổ vết xấu. Tất nhiên, cũng có người nghi ngờ Phương Khánh Dương đang cọ nhiệt, cố tình bôi xấu giải trí ức mạch, và họ hoàn toàn không tin lời ông ta nói. Hai phe cãi vã nhau không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, sự việc không kết thúc ở đó, và một tình huống nghiêm trọng hơn đã xảy ra. Phương Khánh Dương nhanh chóng tung tin rằng ông ta đã gặp phải một cuộc tấn công cá nhân từ giải trí ức mạch, ông ta và gia đình đã nhận được những lá thư đe dọa, và hiện ông ta đã tìm kiếm sự bảo vệ của cảnh sát. Khi tin tức này được đưa ra, nó càng khẳng định hành động ti tiện hèn hạ của giải trí ức mạch sự việc của Phương Khánh Dương giống như một cầu nối, tất cả các thùng thuốc nổ nhanh chóng bắt lửa và phát nổ. Bang, 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 ngày càng nhiều dạp chiếu phim lần lượt nhảy ra, tố cáo giải trí ức mạch về những hành vi bẩn thỉu kia. Hơn nữa, tất cả đều đưa ra những báo cáo âm dương, cáo buộc giải trí ức mạch làm giả sổ sách, chèn ép dạp chiếu phim, làm giàu cho túi tiền của mình và lừa dối người tiêu dùng. Nếu Phương Khánh Dương là người duy nhất nói điều đó, có lẽ không nhiều người tin nhưng tất cả dạp chiếu phim của toàn bộ Giang Nam đều nói thế này, vậy thì có vấn đề. Hơn nữa bọn họ không nói chống không, mà là có báo cáo, có chứng cứ đầy đủ. Trong một khoảng thời gian ngắn, giải trí ức mạch rơi vào tình cảnh vô cùng bối rối. Từ lời khen ngợi của mọi người, đến những lời chỉ trích. Những người vẫn khăng khăng đặt niềm tin vào giải trí ức mạch bắt đầu dao động sau khi rất nhiều người phụ trách dạp chiếu phim ra mặt. Càng yêu càng hận những người tân bốc giải trí ức mạch trước đây, bây giờ đều mong muốn giải trí ức mạch nhanh chóng chết đi. Càng chết sớm càng tốt. Rất đông người dân đã chạy đến trước cửa giải trí ức mạch để dơ biểu ngữ, vô liêm sỉ, chết cũng không tiếc. Từ đó, có thể thấy khán giả ghét giải trí ức mạch đến mức nào. Chỉ trong vài ngày, giải trí ức mạch đã trải qua những điều mà hầu hết các công ty không thể trải qua trong cuộc đời của họ, từ việc được hàng nghìn người khen ngợi đến việc bị mọi người trà đạp, nhất thời thành công, nhất thời thất bại. Giải trí ước mạch rất có thể bị phá sản và bị ghim thành điều sỉ nhục nhất trong lịch sử. Chương 609, nhưng đó là bằng chứng giả. Trong tòa cao ốc của xí nghiệp Thiên đỉnh, văn phòng chủ tịch. Tôn Vĩnh Trinh ngồi trên sofa, không ngừng vuốt iPad, lật hết tin này đến tin khác, vui đến mức miệng không ngậm lại được. Ha ha, hoàn hảo. Tên Phương Khánh Dương đó thực sự đã không phụ sự tin tưởng của mình mà, làm rất tốt. Phương Khánh Dương bắt đầu, những người khác cũng làm theo. Tình hình bây giờ rất tốt. Giang Sách, giải trí ức mạch, tất cả đều phải xì hơi thôi. Không giống như sự tự mãn của Tôn Vĩnh Trinh, biểu hiện của Tôn Tại ngôn bình tĩnh hơn nhiều. Lúc trước anh ta cũng từng ép Giang Sách vào tình thế tuyệt vọng, nhưng lần nào Giang Sách cũng có thể sống lại một cách thần kỳ, cho nên tuyệt đối không thể bất cần được. Anh ta dò hỏi, tôi bảo anh điều tra động thái mới nhất của giải trí ức mạch anh có phát hiện ra điều gì không? tôn vĩnh trinh lại càng vui vẻ hơn, nói tới chuyện này lại càng vui hơn. giải trí ức mạch vẫn chưa lên tiếng, trước những thông tin tiêu cực dồn dập, họ đã chọn cách im lặng. ha ha ha, cười chết tôi mất, lựa chọn im lặng lúc này thì đúng là ngu xuân. họ càng im lặng, chẳng khác nào họ chấp nhận sự thật. tất nhiên, họ có phản bác lại tin đồn cũng vô ích, ai mà tin được chứ? im lặng ư? Tôn tại ngôn khoanh tay trước ngực và nhìn xuống máy tính sách tay. Giang sách, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ lần này anh thật sự không có cách nào để đối phó sao? Tại thời điểm này, căn cứ của giải trí ức mạch bay, văn phòng của chủ tịch. Giang sách đang ngồi trên ghế sofa uống trà, trong phòng có tiếng nhạc nhẹ nhàng đang phát ra, trông thật bình tĩnh và thư thái. Âm một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra. Trình Đan Đình vội vàng đi vào, lớn tiếng hỏi, xếp Giang, đã lúc nào rồi mà anh còn tâm tư uống trà nghe hát hả? Người ta đã răng biểu ngữ bên ngoài khu vực của chúng ta để phản đối rồi. Bây giờ tất cả các phương tiện truyền thông báo chí đang chỉ trích chúng ta, liệt kê rất nhiều dữ liệu, nói rằng chúng ta làm từ thiện giả. Nhiều người nổi tiếng đã gặp tôi và thậm chí yêu cầu chúng ta trả phí biểu diễn. Tôi nên làm gì bây giờ chứ? Giang sách mỉm cười, đứng dậy pha một tách trà khác rồi đặt lên bàn. Đừng có gấp, Uống một tách trà đi. Uống trà, Trình Đan Đình nói, "Không được, tôi sẽ gọi phóng viên ngay lập tức đến để làm sáng tỏ sự thật với mọi người, nhất định không thể chịu oan ức bất công như vậy được." Rõ ràng là đang làm việc tốt, vậy mà còn bị tính kế, tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi. Ngay khi cô ấy chuẩn bị rời đi, Giang Sách đã nắm lấy cánh tay cô ấy, kéo cô ấy ngồi xuống ghế sofa. Xếp Giang, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Giang Sách nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói hiện tại cô đi làm sáng tỏ có ai tin cô chứ những người khác đều đã trình ra chứng cứ nhưng đó là bằng chứng giả người khác sẽ tin cô sao một nhà hai nhà thì không nói bây giờ toàn bộ dạp chiếu phim ở giang nam đều đồng thời ra trận chúng ta càng giải thích người ta càng không tin vậy thì tại sao chúng ta lại đợi ở đây nếu cứ tiếp tục như thế này công ty sẽ bị sụp đổ đấy Giang sách bình tĩnh nói, cô có biết về việc phủng sát không? Sao phủng sát, theo từ điển hán ngữ từ này mang nghĩa, bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa thất bại. Tôi biết, Trình Đan Đình nói, đó không phải là những gì chúng ta đang trải qua bây giờ sao? Đầu tiên, chúng ta được tung hô lên trời, các phương tiện truyền thông tầng bốc chúng ta một cách trắng trợn, sau đó đột nhiên quăng chúng ta từ trên trời xuống, dẫn đến nát thịt. Giang sách gật đầu, coi như đầu óc trình đan đình vẫn còn minh mẫn. chương 610, không phải chúng ta thì là ai? Đối phương chỉ lợi dụng phùng sát này thôi, trước đó người dân yêu thích giải trí ức mạch bao nhiêu thì giờ sẽ ghét bấy nhiêu, vì họ sẽ cảm thấy sự chân thành của mình đã bị trà đạp. Đây là yêu càng sâu, hận càng sâu. Không thể không nói, mưu kế của tôn tại ngôn rất tốt, một chiều này diễn ra rất trơn tru trình đan đình nói xếp giang anh phải đưa ra một biện pháp giang sách mỉm cười đừng có gấp thời điểm còn chưa tới ý anh là gì bây giờ chúng ta vẫn ngã chưa đủ thảm quát trình đan đình tự hỏi liệu tại cô ấy có nghe nhầm không nào có ai lại ghét bỏ vì mình chưa bị ngã đủ thảm chứ giang sách sẽ không bị hạ cổ gì đó chứ sao lại nói năng lộn xộn như vậy Giang sách thấy cô ấy nghi hoặc, cười đáp có phủng sát tâng bốc, vậy thì sẽ có hạ bệ phản sát. Phản sát? Đúng vậy, chỉ cần chúng ta xa suốt kinh khủng, bị dư luận phỉ nhổ, công ty sẽ không trụ vững được, lúc đó sự thất bại lộ, mọi người sẽ rất tự trách. Giang sách nở nụ cười xấu xa nói, thử nghĩ xem, khi cô biết người mà cô khinh thường và trà đạp thực sự là một người tốt, họ đã chịu bất công, họ thật lòng quan tâm giúp đỡ người khác, vậy thì tâm trạng của cô sẽ như thế nào? Trình Đan Đình sướng sờ trong vài giây. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi trả lời, tôi sẽ hối hận và tự trách bản thân rất nhiều. Tôi sẽ làm mọi cách để bù đắp lỗi lầm và giúp đỡ người đã từng bị tôi làm tổn thương. Đời này tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ người đó nữa. Bingo, đây là hiệu quả mà tôi muốn đạt được. Giang sách nhìn tách trà trong tay, người ta nói càng yêu càng hận, nhưng họ biết không, càng hận sâu thì cũng có thể yêu càng sâu hiện tại Trình Đan Đình đã hiểu tại sao Giang Sách vẫn cố chấp án binh bất động. Anh đang đợi, đợi khi giải trí ức mạch hoàn toàn bị trà đạp, bị đàn áp bởi giới truyền thông và quần chúng bằng nhiều cách khác nhau, và khi giải trí ức mạch sắp đóng cửa, họ sẽ quay lại và tiết lộ sự thật. Chỉ bằng cách này, mọi người mới có thể hoàn toàn yêu giải trí ức mạch, công ty sẽ tồn tại mãi mãi. Cao thủ so chiều, chỉ một chữ tuyệt. Đối phương sử dụng, phủng sát, sử dụng tình yêu để tạo ra hận thù, Giang sách tương kế tự kế và cho đối phương một phản sát, sử dụng hận thù để tạo ra tình yêu. Nếu thật sự làm được, thì giải trí ức mạch sẽ không còn phải lo lắng về bất kỳ kẻ thù nào. Vấn đề là, có thể thực hiện được không? Quay lại câu hỏi ban đầu làm thế nào để vạch trần âm mưu của đối phương? Trình Đan Đình hỏi, chúng ta nói cái gì cũng vô dụng, chúng ta nói bên kia vu khống, bên kia đoàn kết lại nói phòng vé của chúng ta lừa đảo. Nói mãi như thế cũng không có kết quả, Giang sách gật đầu. Cô nói đúng, vì vậy chúng ta không thể vạch trần sự thật. Không phải chúng ta thì là ai? Ai gieo quả thì phải hái quả. Trình Đan Đình sướng sở ba giây, ngạc nhiên nói ý anh là. Mấy người phụ trách dạp chiếu phim như Phương Khánh Dương Ư. Yes, ha ha, Giang sách, có phải anh uống nhiều quá rồi không? Anh đang nói nhảm nhí gì thế? Nếu bọn họ đã đoàn kết phu khống chúng ta, làm sao bọn họ có thể giải oan cho chúng ta chứ? Giang sách cười nhẹ nói, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Khi bọn họ không thể nhận được lợi ích đã mất, bọn họ tự nhiên sẽ biết mình phải làm gì. Trình Đan Đình ngày càng trở nên bối rối. Cô lấy luôn cảm thấy Giang sách đang âm thầm lên kế hoạch cho một điều gì đó, nhưng... Chính xác là đang lên kế hoạch gì? Xếp Giang, chính xác thì anh đang định làm thế nào? Giang sách nâng tách trà lên, thần bí nói, có một số chuyện nói ra thì chơi sẽ không vui cử chờ xem, trong vòng 3 ngày sẽ có bất ngờ lớn. Audio điện tử võ tấn bền. chương 611, đi thong thả, không tiền. Diễn biến tiếp theo của sự việc đúng như mong đợi của giang sách, các phương tiện truyền thông đưa tin thẳng tay đàn áp và bôi nhỏ hoàn toàn giải trí ức mạch, và mọi biến động nhỏ đều bị chụp lại được. Ngay cả đời tư của Trình Đan Đình cũng bị đưa tin. Cuối cùng, giải trí ức mạch đã gần như không chịu nổi một số lượng lớn các ông chủ dạp chiếu phim đứng đầu là phương khánh dương đều trốn nhà và cười khẩy nhân cơ hội này ép giải trí ước mạch về sau phòng vé của bọn họ có thể phân chia nhiều hơn nước cũng có thể bị quấy đục và sẽ không khó chịu như bây giờ dường như không còn đường sống để quay đầu nữa ngày thứ ba trước sự ngạc nhiên của mọi người giang sách lại đưa trình đan đình đến công ty của phương khánh dương và yêu cầu gặp mặt sau khi đợi một giờ Phương Khánh Dương lười biếng đi tới trước mặt hai người bọn họ. Ông ta còn mang dép lê, trực tiếp ngồi trên sofa, gác chéo chân, ngậm điếu thuốc, nhìn giang sách và Trình Đan Đình với vẻ khinh bỉ. Hai vị khách quý, Trình Đan Đình liếc nhìn giang sách, rồi nói theo lời thoại đã định sẵn, xếp Phương, lần này tôi đến tìm ông là vì chuyện gian lận phòng vé. Tất nhiên là chuyện này. Ngoài chuyện này ra, có thể còn chuyện khác sao? Phương Khánh Dương chế nhạo, sao thế, không chịu được nữa à? Muốn tiêu trừ tai họa sao? Ha ha, đừng mơ tưởng nữa. Cho dù cô có cho bao nhiêu tiền, tôi cũng không bao giờ buông tha cho các người. Ông ta ta tiếp tục hút thuốc và rung đùi. Nhân vật phản diện vô cùng thành công, sắc sảo và sống động. Tuy nhiên, Trình Đan Đình lại cư xử cực kỳ bình tĩnh, dùng giọng điệu u ám nói ra một điều khiến Phương Khánh Dương ngạc nhiên. Cô ấy nói, Phương Khánh Dương, phòng vé có gian lận hay không, trong lòng ông tự rõ lần này tôi đến gặp ông để tiên lễ hậu binh tôi khuyên ông nên thừa nhận chuyện vu khống trước công chúng đừng để chúng tôi động thủ một khi chúng tôi động thủ ông sẽ chết rất thảm hại đấy hiểu không căn phòng cực kỳ yên tĩnh phương khánh dương và những người phụ trách công ty khác nhìn trình đan đình với vẻ không thể tin được đã lúc nào rồi mà sao còn dám điên cuồng như vậy ha 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 tiếng cười lớn bùng nổ khắp căn phòng một lúc lâu sau Phương Khánh Dương mới chậm rãi nói, "Không được, tôi sắp chết cười rồi, tôi từng thấy người ngu ngốc, nhưng chưa từng thấy người ngu ngốc như vậy đấy." Ông ta chỉ vào Trình Đan Đình, "Cô Trình, cô có thể mở mắt ra nhìn một chút tình hình không? Giải trí ức mạch đã thành bộ dạng gì rồi? Bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ đấy. Còn cái gì mà động thủ đối phó với chúng tôi ư, cô đang hù dọa ai đấy? Nếu có thể động thủ, tại sao không làm sớm hơn mà đợi đến hôm nay?" Trình Đan Đình cô đúng là đồ rác rưởi không biết thức thời đợi chết đi trình đan đình đầy một bụng tức giận nhưng cô ấy vẫn cố gắng bình tĩnh lại dựa theo kế hoạch lúc đầu cô ấy nén giận nói nếu ông đã không muốn thừa nhận sai lầm của mình vậy thì đừng trách giải trí ức mạch chúng tôi không khách khí tạm biệt cô ấy nói xong liền đứng dậy rời đi giang sách cũng đứng dậy đi theo đi thong thả không tiền phương khánh dương nhổ một ngụm nước bọt ở sau bọn họ trong mắt hiện lên vẻ khinh thường ra bên ngoài, Trình Đan Đình tức giận đến mức quay đầu lại chất vấn Giang Sách rõ ràng biết Phương Khánh Dương sẽ nói như vậy, tại sao anh còn muốn qua đây cho mất mặt chứ? Giang Sách vừa đi vừa nói tiền lễ hậu binh, tại sao trực tiếp binh luôn không được sao? Không, Giang Sách mở cửa xe muốn khiến một người diệt phong trước tiên phải làm cho hắn phát điên. Hơn nữa đến khi hắn quay lại cầu xin chúng ta, chẳng phải chúng ta sẽ lý do từ chối sao? Tôi hy vọng kế hoạch của anh suôn sẻ, nếu không thì cơn giận của tôi hôm nay cũng vô ích." Trình Đan Đình lên xe. "Tôi đảm bảo với cô, hôm nay cô sẽ không tức giận vô ích đâu." "Anh nói đấy nhé." "Đương nhiên." Chương 612, người sắp chết thì có gì phải sợ chứ? Xe rời đi. Bầu trời xanh mây trắng và gió thổi vi vu, Giang Sách lấy điện thoại di động ta và gửi cho Mộc Dương nhất một tin nhắn văn bản chỉ có hai từ: "Hành động." Ngoài Trình Đan Đình giang sách cũng yêu cầu giám đốc điều hành khác đến công ty của các ông chủ dạp chiếu phim khác để gặp từng người một và những gì họ nói về cơ bản đều giống như nói với trình đan đình tất nhiên không ai trong số các ông chủ đề tâm lời đe dọa của giải trí ức mạch người sắp chết thì có gì phải sợ chứ không những vậy họ còn gọi điện cho nhau để chia sẻ sự khoái trá về việc nhục nhã của giải trí ức mạch chẳng bao lâu hành vi đó đã lan đến văn phòng xí nghiệp thiên đình Tôn Vĩnh Trinh và Tôn Tại Ngôn đã biết hành động của Giang Sách. Tôn Vĩnh Trinh vui mừng khôn xiết. Này này này, Giang Sách có phải đồ ngốc không thể. Còn bảo bọn họ chủ động nhận sai nữa chứ. Phải biết rằng một khi thừa nhận sai lầm thì sẽ đối nghịch với những người khác, đồng thời cũng sẽ vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ thế giới bên ngoài. Một kẻ ngốc mới thừa nhận sai lầm của mình một cách công khai. Đúng vật, đây là điều mà người bình thường có thể nghĩ đến làm sao một người thông minh như Giang Sách lại không thể nghĩ ra những thứ mà người bình thường có thể nghĩ ra được chứ? Hơn nữa, trước đó giải trí ức mạch đã không làm bất cứ điều gì, có vẻ bình tĩnh lạ thường khi đối mặt với sự chỉ trích của dư luật, sao đột nhiên hôm nay lại muốn ra tay? Tồn tại ngôn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Anh ta mở kế hoạch ra và kiểm tra lại từng bước một để xem có điều gì bất ổn không? Không có. Ít nhất trong mắt tồn tại ngôn, không có gì sai sót cả. Giang sách, rốt cuộc thì anh muốn làm gì vậy? Có bao nhiêu cách, nhưng anh lại dùng cách đe dọa, phi thực tế nhất. Anh thật sự là ngu ngốc, hay là còn có kế hoạch sâu xa hơn? Tồn tại ngôn vắt óc suy nghĩ và không thể hiểu được giang sách đã lên kế hoạch phá trò chơi như thế nào. Một giờ sau, một chiếc SUV màu đen đậu ở tầng dưới công ty của Phương Khánh Dương và một vài người đàn ông mặc đồng phục bước ra những người này đã vào thẳng tòa nhà văn phòng và yêu cầu được gặp Phương Khánh Dương. Phương Khánh Dương vẫn đang uống trà xem phim trong phòng làm việc, đang tận hưởng thời gian uống trà chiều thoải mái thì đột nhiên nhìn thấy thư ký xông vào. Làm gì mà cuống cuồng lên thế? Báo cáo sếp, có người của cục thuế tới đây. Cục thuế vụ ư, họ tới làm gì? Phương Khánh Dương cau mày, không thể hiểu những người từ cục thuế tới đây làm gì. Tuy nhiên, đã là người của chính phủ thì không thể không tiếp mời vào đi. Vâng, không lâu sau, người của cục thuế lần lượt đến, tất cả đều mặc vest và đi giày da, người đầu tiên hơi già và đeo kính viễn thị. Ông ta nói nhẹ, tôi là phó cục trưởng cục thuế vụ mạnh thắng. Vâng, xin chào phó cục mạnh, không biết các vị đại giá quang lâm đến đây là có chuyện gì. Mạnh thăng nói một cách không vội vàng, đó là về chuyện thuế phòng vé. Thuế, phòng vé. Trái tim Phương Khánh Dương như đông cứng một hồi, có một dự cảm không tốt, con cáo giả này lập tức biết đối phương định làm gì. Chính vì biết được điều này, ông ta mới cảm thấy sợ hãi và hoảng sợ, mồ hôi lạnh tuôn rơi trên trán. Cho đến giờ phút này, ông ta mới hiểu một câu, động thủ của Trình Đan Đình là có ý gì. chương 613, nhưng thật không may, mọi thứ quá kỳ diệu. Phương Khánh Dương giả vờ bối rối và cười hỏi, ha ha, anh đang nói gì về thuế phòng vé gì vậy? Tôi không hiểu, không hiểu sao, Mạnh Thăng dường như đã dự liệu rằng Phương Khánh Dương sẽ nói như vậy, dứt khoát lấy ra một bảng dữ liệu. Đây là phân chia phòng vé và tình trạng thuế do dạp chiếu phim của ông cung cấp cho cục thuế. Theo số liệu trên, việc đóng thuế của trăm vạn Thiên binh là bình thường và không có gì sai sót. Nhưng, Mạnh Thắng lấy ra bảng dữ liệu thứ hai. Đây là bảng kê khai phòng vé thật mà ông đã đưa ra trong buổi họp báo. Theo phân bổ doanh thu phòng vé dựa theo bảng kê khai này, dạp chiếu phim của ông đã trốn thuế phim trăm vạn thiên binh. Ai y, e. các ông đã nộp thiếu gần một nửa tiền thuế. Phụt, Phương Khánh Dương suýt nữa nôn mửa, ông ta vốn đã nghĩ tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Gần một nửa tiền thuế. Đua gì vậy? Nếu thực sự bù đắp thêm một nửa còn lại, theo doanh thu phòng vé của trăm vạn thiên binh, vậy thì 10 năm tới ông ta sẽ trắng tay sao? Ngay sau khi đưa tiền ra, dạp chiếu phim có thể sẽ trực tiếp bị đóng cửa. Phương Khánh Dương ho khan một tiếng, nói ôi, chỉ là hai bảng kê khai thôi mà, làm sao có thể dùng làm bằng chứng chứ? Đừng dở trò với tôi, Mạnh Thăng nghiêm túc nói, chúng tôi đã được sự chấp thuận của tòa án trước khi đến. Nếu hôm nay ông không bổ sung tiền thuế, công ty sẽ đóng cửa ngay lập tức. Ông, Phương Khánh Dương, bị quản thúc tại gia, không được ra khỏi nhà cho đến khi nộp hết thuế. Hả? Sắc mặt Phương Khánh Dương tái xanh. Đóng công ty cộng với quản thúc tại gia, ai có thể chịu đựng được điều này chứ? Nếu làm điều này, ông ta sẽ phải bòn rút hết số tiền mà mình đã làm việc chăm chỉ trong nửa đời người, đồng thời ông ta còn phải gánh một số nợ khổng lồ, không biết đến bao giờ mới có thể trả hết được. Điều quan trọng nhất là mất tự do. Trên thực tế, khi kế hoạch được hình thành, Phương Khánh Dương và những người khác đã nhận thấy vấn đề về thuế và ý tưởng của họ là kéo dài. Cú dây dưa với cơ quan thuế kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Trì hoãn cho đến khi giải trí ức mạch sụp đổ và sau đó thừa nhận sai lầm với cục thuế rằng thật ra phòng vé không có vấn đề gì cả. Vào thời điểm đó, giải trí ức mạch đã trở nên lạnh rồi, có nói gì cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, cục thuế không liên quan gì đến giải trí ức mạch, không thể giúp giải trí ức mạch được, không có lý do hay nguyên tắc gì cả. Nhưng thật không may, mọi thứ quá kỳ diệu. Cục thuế không chỉ giúp giải trí ức mạch mà còn làm rất nhanh. Không chỉ cục thuế mà ngay cả tòa án cũng rất hợp tác, hiếm khi hai cục này phối hợp với nhau và duy trì được hiệu quả cao như vậy. Phương Khánh Dương không hiểu, ông ta đã đắc tội Đại La Kim Tiên sao? Nếu không, sao lại thúc giục cục thuế và tòa án hợp lực như thế? Mạnh Thắng thấy Phương Khánh Dương không lên tiếng, Lạnh lùng nói, xem ra anh thừa nhận phòng vé có vấn đề, dù sao cũng đã tổ chức họp báo rồi, vậy thì tôi sẽ lập tức cho người từ đồn cảnh sát đến, phòng tỏa công ty, anh thu dọn đồ đạc và về nhà đi. Còn có, đồn cảnh sát. Phương Khánh Dương đã hoàn toàn choáng váng, không chỉ hai bộ phận hợp lực mà ngay cả đồn cảnh sát cũng vào cuộc rồi. Thật là đáng sợ. Rốt cuộc là thế lực nào đứng sau để ba bộ phận của chính phủ này phối hợp với nhau chứ? Phương Khánh Dương chỉ là một vai nhỏ, làm sao có thể chịu được áp lực đồng thời của ba ngọn núi chứ? Ông ta cũng không thể hình dung ra được. Giải trí Ức Mạch là một doanh nghiệp lớn, nhưng cũng không lớn tới mức khiến ba ngọn núi này hợp tác với nhau, không chỉ hợp tác mà tốc độ cũng nhanh không thể tin được. Chương 614, trái tim ông ta đã hoàn toàn chìm xuống. Rốt cuộc là loại quái vật nào đứng sau Giải trí Ức Mạch? Đối mặt với hiệu suất công việc kiên quyết như thế này, kế hoạch kéo dài của Phương Khánh Dương hoàn toàn vô dụng. Thấy Mạnh Thắng chuẩn bị xoay người rời đi, ông ta vội vàng tiến lên ngăn. Cản, cung kính nói, phó cục Mạnh, chờ một chút, mọi chuyện không như ông nghĩ, vậy phòng vé. Mạnh Thăng nhìn ông ta, phòng vé làm sao? Phương Khánh Dương do dự. Nếu ông ta thừa nhận rằng dữ liệu phòng vé là thật, không hề có trò bịp bợm gì cả, thì vấn đề ông ta tổ chức một cuộc họp báo để làm hại giải trí ức mạch sẽ bị phanh phui. Nhưng nếu ông ta không thừa nhận điều đó và cắn giải trí ức mạch mãi không buông, ông ta sẽ phải đối mặt với hình phạt kép là phá sản và quản thúc tại gia. Nửa đời sau đoán chừng cũng không suôn sẻ. Ông ta thực sự muốn giải trí ức mạch sụp đổ, nhưng nếu cái giá phải trả của việc khiến giải trí ức mạch sụp đổ là đồng quy vô tận, vậy thì ông ta sẽ không cam lòng. Điều ông ta muốn chính là kiếm nhiều tiền hơn, chứ không phải để vùi chết mình trong đó. Thấy ông ta không lên tiếng, Mạnh Thắng giống lên, sao lại do dự? Đang đùa với tôi sao? Phương Khánh Dương bị dọa giật cả mình. Không, tôi không đùa anh, tôi muốn nói rằng chuyện phòng vé thực sự là. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, kỳ thực phòng vé không có vấn đề gì, báo cáo chúng tôi cung cấp cho cục thuế đều là số liệu thật. Mạnh Thắng cao mày, vậy còn dữ liệu mà ông tuyên bố trong họp báo thì... Sao? Chuyện đó, Phương Khánh Dương cúi đầu, đó là tội cố ý nói vậy để hãm hại Giải Trí Ước Mạch. Sự thật đã rõ ràng. Mạnh Thắng yêu cầu cấp dưới bật máy ghi âm, rồi nói với Phương Khánh Dương, nói lại những gì vừa nói, chúng tôi sẽ ghi lại toàn bộ quá trình. Không còn cách nào, Phương Khánh Dương nói sự thật một lần nữa. Trái tim ông ta đã hoàn toàn chìm xuống. Mạnh Thăng gật đầu, nói với Phương Khánh Dương, ông đúng là không ra gì cả. Giải Trí Ước Mạch làm việc thiện Thế mà ông lại đi tính toán hại người ta, đúng là vô liêm sỉ. Trước ngày mai, hãy nhanh chóng tổ chức một cuộc họp báo khác để nói sự thật cho công chúng đi. Phương Khánh Dương không phục, nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra sự tình phía sau không phải do cục thuế làm. Các người quản hơi rộng rồi đấy. Mạnh Thắng lạnh lùng nói, thấy việc bất bình thì tôi phải quản thôi. Nói cho ông biết, tôi sẽ gửi video cho đồn cảnh sát và người phụ trách của giải trí ước mạch ông tự tổ chức một cuộc họp báo để thừa nhận sai lầm của mình, như vậy có thể coi là tự đầu thú có thể giảm bất hình phạt. Nhưng nếu người của đồn cảnh sát tìm tới cửa, mọi chuyện sẽ rất phiền phức đấy. Giải trí ức mạch sẽ lại kiện ông về tội vu khống và phỉ báng, hậu quả sẽ ra sao, tự mình suy nghĩ đi. Đồ với một cái phẩy tay, Mạnh Thắng rời khỏi hiện trường cùng những người từ cục thuế. Phương Khánh Dương hoàn toàn chết lặng. Bịch một tiếng, ông ta trực tiếp ngã xuống sàn. Hai mắt ông ta thẫn thờ nhìn về phía trước, nhớ lại những gì Mạnh Thăng vừa nói. Đúng vậy, nếu cảnh sát tới cửa, và nếu giải trí ức mạch là người đầu tiên công bố sự thật cho quần chúng, thì sẽ chỉ có một kết quả chờ đợi ông ta diệt phong. Không, công ty mà tôi đã làm việc chăm chỉ để điều hành không thể diệt phong được. Thư ký ngô, thư ký vội vàng đi tới bên cạnh ông ta, xếp Phương, có chuyện gì vậy? Phương Khánh Dương nuốt nước bọt, run giọng nói, bây giờ, lập tức, lập tức liên hệ với tất cả các phương tiện truyền thông nổi tiếng và nói với họ rằng tôi có một tin tức siêu quan trọng cần thông báo. Đi nhanh. Vâng. Chương 615, nhất định phải lấy được tin tức mới nhất. Trong tòa nhà văn phòng của xí nghiệp Thiên Đình, chiếc đồng hồ cát đang từ từ chảy xuống. Tồn tại ngôn xoay chiếc đồng hồ cát lại, nhìn chằm chằm vào những hạt cát rơi, trong lòng cảm thấy khó chịu bất an. Cả đời anh ta tính kể với vô số người, anh ta chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như bây giờ, rõ ràng anh ta là người tính kế người khác, tại sao lại phải hoảng sợ chứ? Dù có thất bại cũng coi như không thiệt hại gì, sau này kiếm lại là được. Những loại cảm giác bất an này luôn lởn vởn trong lòng anh ta, dù thế nào đi nữa anh ta cũng không thể dứt bỏ được. Đã nhiều ngày như vậy, giang sách, sao anh vẫn chưa động thủ một chút nào? Chẳng lẽ anh định phá hủy giải trí ức mạch theo cách này sao? Tuy rằng đây quả thực là mục đích của tôn tại ngôn, nhưng anh hùng chân quý anh hùng, anh ta luôn hy vọng có thể nhìn thấy giang sách có thể có một đòn phản công đẹp mắt, đó chính là niềm vui khi cao thủ so chiều. Im hơi lặng tiếng như thế thực sự là hơi chán. Tôn Vĩnh Trinh bật máy tính và liên tục đọc tin tức, mừng đến nỗi muốn chết luôn. Thành thật mà nói, đã gần nửa năm kể từ khi giang sách trở lại, hắn chưa giành được một chiến thắng nào. Vẫn thua và thua, nhưng có câu nói, thắng trước chưa chắc là thắng. Ai có được tiếng cười cuối cùng mới là người chiến thắng thực sự. Đánh giá tình hình hiện tại, rõ ràng Tôn Vĩnh Trinh mới là người chiến thắng thực sự. Khi đang đọc tin tức, Tôn Vĩnh Trinh đột nhiên nhìn thấy một mẫu tin kỳ lạ, Phương Khánh Dương tổ chức cuộc họp báo thứ hai, nói rằng có những việc quan trọng cần thông báo. Những việc quan trọng, hình như không nằm trong kế hoạch của chúng ta mà, phải không? Phương Khánh Dương vụ không một lần còn chưa đủ, muốn vu khống lần nữa sao tồn tại ngôn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tôn vĩnh trinh thì đi qua ngồi xuống mở ra xem ừm tôn vĩnh trinh mở giao diện phát sóng trực tiếp và nhìn thấy phương khánh dương cùng với tất cả ban quản lý của công ty đang xếp hàng có một nhóm lớn các phóng viên truyền thông ở dưới bởi vì lần trước phương khánh dương tung tin quả chấn động cho nên lần này không ai muốn bỏ lỡ tin tức trọng đại vì thế đều cử đại diện đi qua nhất định phải lấy được tin tức mới nhất. Tôn Vĩnh Trinh vui vẻ nói, thật sự rất thú vị, Phương Khánh Dương không có bản lĩnh gì, nhưng bỏ đi xuống giếng thì rất tốt đấy. Nhìn thấy giải trí ức mạch sắp không thể trụ vững, lúc này lại muốn dẫm lên một bước, đây là muốn tăng tốc độ sụp đổ của giải trí ức mạch mà. Tôn Tại Ngôn không nói chuyện, yên lặng nhìn Phương Khánh Dương trong chương trình phát sóng trực tiếp, trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an. Ông ta muốn làm gì? Đinh, 4 giờ 30 chiều, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Trong video, Phương Khánh Dương đứng dậy cúi chào mọi người cùng tất cả quản lý, giống hệt cảnh họp báo đầu tiên được tổ chức. Lần này, thời gian cúi đầu lâu hơn, ước chừng khoảng 5 phút, điều này thể hiện sự thành tâm của ông ta. Cúi đầu xong, mọi người ngồi xuống. Audio điện tử võ tấn bền. chương 616, điên rồi, ông ta nhất định là điên rồi. Phương Khánh Dương không nói nhảm, nói thẳng vào vấn đề, lần này tôi khiến mọi người bối rối, không phải vì bất cứ điều gì khác, mà là vì vấn đề phân chia doanh thu phòng vé của trăm vạn thiên binh. Hôm nay, tôi muốn nói rõ một điều với mọi người thực tế là không có chuyện làm giả doanh thu phòng vé máy phát ngôn trước đó đều là giả dối. Đôi khi, sức mạnh của ngôn ngữ còn mạnh hơn cả bom đạn. Chỉ trong một vài từ, khán giả tại hiện trường và trước tivi đều nổ tung, điều này có nghĩa là gì? anh em nhà họ tôn trước màn hình máy tính cũng hoàn toàn chết lặng. Tôn Vĩnh Trinh ngày người, tên khốn kiếp này điên rồi sao? Hắn muốn làm gì? Tôn Tại Ngôn không nói, nhưng rõ ràng từ đôi tay run rẩy của anh ta có thể thấy anh ta rất kích động. Phản kích, giang sách cuối cùng đã phản kích. Đã nói giang sách không thể bị giải quyết dễ dàng như vậy, một đối thủ mạnh mẽ như thế chắc chắn phải kìm hãm đại chiếu và tung ra vào thời điểm quan trọng nhất. Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất trên màn hình. Trong cuộc họp báo trước, Phương Khánh Dương nói rằng phòng vé đã gian lận và vạch trần tội ác của giải trí ức mạch, mọi thứ đều là giả dối ư? Ha ha, đang đùa đấy à? Tất nhiên, một ông lớn với địa vị này không thể đùa giỡn với tất cả mọi người. Máy ảnh của các phóng viên lần lượt được nâng lên, họ liên tục chụp ảnh. Phương Khánh Dương thở dài và nói, "Tôi muốn xin lỗi mọi người. Tôi đã nói dối trong cuộc họp báo vừa rồi." doanh thu phòng vé của trăm vạn thiên binh đã tiết lộ trước đó là đúng sự thật và đáng tin cậy không có vấn đề gì cả cái gọi là bảng dữ liệu thực mà chúng tôi đưa ra mới là giả cố tình làm mất uy tín của giải trí ức mạch đó là lỗi của tôi tôi ghen tị với giải trí ức mạch vì đã kiếm được tiền và tôi ghen tị với sự thống trị của giải trí ức mạch vì vậy tôi đã hợp lực với các công ty khác tôi muốn nhân cơ hội này để hạ bệ giải trí ức mạch thật sự xin lỗi Lần này các phóng viên của các phương tiện truyền thông báo chí không thể tin được tính xác thực của vấn đề này. Lý do thoái thác của Phương Khánh Dương còn có thể tin được không? Liệu đó có phải là một lời vu khống thực sự hay là biện pháp cuối cùng sau khi bị giải trí ức mạch đe dọa và uy hiếp, không ai có thể biết được. Tiếp đó, các câu hỏi của các phóng viên rơi xuống như hạt mưa, họ ép hỏi câu này đến câu khác, việc tìm ra chân tướng sự việc là điều tất yếu. Vào lúc này, văn phòng chủ tịch của xí nghiệp thiên đỉnh yên tĩnh đến chết người tôn vĩnh trinh trợn mắt há mồm không nói được câu nào hắn không thể đoán ra tại sao phương khánh dương lại tổ chức họp báo để nói những điều như vậy ông ta điên rồi sao làm vậy có lợi gì cho ông ta chứ điên rồi ông ta nhất định là điên rồi tôn vĩnh trinh nói tôi biết rồi nhất định là giang sách đã bắt cóc vợ con của phương khánh dương và buộc ông ta phải nói như vậy tôn tại ngôn cười khẽ một tiếng hoàn toàn không có khả năng tại sao bởi vì bắt cóc là phạm tội chắc chắn sẽ bị trừng phạt đến lúc đó sẽ chỉ làm trầm trọng thêm sự phá hủy của giải trí ức mạch sẽ không thể đảo ngược thất bại với sự khôn ngoan của giang sách anh ta sẽ không làm điều đó tôn vĩnh trinh vò đầu bứt tai vậy thì chú nói đi rốt cuộc giang sách đã làm như thế nào tôn tại ngôn nhìn lên trần nhà nếu tôi có thể biết cách anh ta làm như thế nào Tôi đã ngăn cản anh ta ngay từ đầu rồi. Tôi thật sự không biết. Chưa bao giờ tồn tại ngôn lại bất lực như lúc này. Lần đầu tiên, anh ta cảm thấy mình mất đi sự mưu trí, một thất bại thảm hại. Kế hoạch hoàn hảo mà anh ta lập ra tưởng chừng như hoàn mỹ, nhưng lại bị Giang Sách dễ dàng phá vỡ, đây chính là khoảng cách giữa thực lực của hai bên. Giang Sách à, Giang Sách, anh thực sự làm cho tôi vừa vui vừa buồn đấy có được một đối thủ như vậy trong đời thật đáng vui mừng. Trên đời có một đối thủ như vậy, lại thật sự rất đáng buồn. Tôn Tại Ngôn lại thua rồi. Chương 617, chết rồi lại sống, tôi không tin, tôi không tin. Tôn Vĩnh Trinh đập tách trà trên bàn xuống đất và gầm lên, làm thế nào Giang Sách có thể đột phá với một kế hoạch hoàn hảo như vậy? Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Tại Ngôn, chúng ta vẫn chưa thua. Hiện tại, chỉ có Phương Khánh Dương đứng lên tuyên bố chúng ta hoàn toàn có cơ hội để lật ngược tình thế. Chúng ta nói rằng Phương Khánh Dương và Giang Sách là cùng một bọn, chúng ta sẽ hợp lực với các công ty khác để đối phó với bọn họ. Tồn tại ngôn cười khúc khích. Anh ta nên giải thích thế nào với tên ngốc này đây? Suy nghĩ một chút, tồn tại ngôn nhẹ nhàng nói, ngay cả loại đầu heo như anh cũng có thể nghĩ ra, lẽ nào Giang Sách không nghĩ ra được sao? Hơn nữa, nếu đã có một công ty đã nhảy ra và thừa nhận sai lầm của mình, làm sao anh có thể chắc chắn không có công ty thứ hai hay thứ ba chờ đi phương khánh dương mới chỉ là bắt đầu tuyến phòng thủ mà chúng ta dày công xây dựng sẽ sớm sụp đổ hoàn toàn thôi không thể không nói tầm nhìn của tôn tại ngôn về vấn đề này là khá chính xác không mất nhiều thời gian những gì anh ta dự đoán đã xảy ra các ông chủ của các công ty khác thực sự rất do so dự sau khi thấy phương khánh dương chủ động thừa nhận sai lầm của mình trong lòng bọn họ đều đã thầm quyết định có người dẫn đầu, mọi việc phía sau sẽ dễ dàng thực hiện. Các ông chủ của các dạp khác, hết người này đến người khác, lần lượt đứng ra nhận lỗi. Đầu tiên, họ làm rõ việc bôi xấu giải trí ức mạch trên trang web chính thức, sau đó chủ động tổ chức họp báo xin lỗi, thậm chí có ông chủ còn quỳ xuống tại chỗ để xin tha thứ. Những bức thư xin lỗi với hàng ngàn lời nói đã được gửi đến giải trí ức mạch và được trưng bày công khai. Đột nhiên, xu hướng của dư luận đã hoàn toàn đảo ngược. Bắt đầu ở đâu kết thúc ở đó. Nếu nói giải trí ức mạch đứng ra tố cáo họ Vu khống thì người khác có thể không tin. Nhưng chính những người này nhảy ra và nói, vậy thì ai sẽ không tin chứ? Không phải không ai nghi ngờ vụ giải trí ức mạch bắt cóc và đe dọa, nhưng hàng chục ông chủ đã đứng ra, vậy thì sao có thể bắt cóc và đe dọa chứ? Giải trí ức mạch dù có giỏi đến đâu cũng không thể một tay che trời được. Điều quan trọng nhất là người của cục thuế cũng đã công bố một văn bản chính thức trên trang web chính thức, nói rằng họ đã đến nhiều công ty khác nhau để điều tra, và quả thực không có vấn đề gì về doanh thu phòng vé của trăm vạn thiên binh. Ban đầu, cục thuế với tư cách là phía chính phủ không nên dính líu đến. Nhưng họ cảm thấy giải trí ức mạch, một công ty làm từ thiện tốt đã phải chịu một sự bất công không đáng có, với tư cách là một bên chính nghĩa, họ không thể chịu đựng thêm được nữa. Do đó, họ đã đứng lên và nói những lời này nhận xét này cũng được cư dân mạng đồng tình khen ngợi tất nhiên tất cả đều là giả vờ để công chúng nhìn thấy và những người thực sự hiểu có thể nhìn thấy vấn đề trong nháy mắt vấn đề gói gọn trong một câu cuộc thuế đang giúp giải trí ức mạch người cực kỳ thông minh như tồn tại ngôn đương nhiên cũng nhìn ra vấn đề anh ta dựa lưng vào ghế sofa ngẩng đầu lên cười nhạt có lẽ anh ta đã biết vấn đề là gì rồi Tôn Vĩnh Trinh lo lắng hỏi, "Sao chú lại nhếch mép? Vẫn chưa nghĩ ra cách lật ngược thế thua à?" "Không thể lật được. Cái gì? Cục thuế và thậm chí cả tòa án, đồn cảnh sát và các bên chính chủ khác đã hợp lực để tìm ra vấn đề trong một thời gian ngắn. Chỉ bằng cách này, ông chủ của hàng chục công ty kia mới có thể đứng lên nhận lỗi cùng một lúc." "Không thể nào." Tôn Vĩnh Trinh nói, "Muốn mấy ngọn núi lớn này hợp tác với nhau, còn phải kiên quyết và làm theo những gì họ nói?" đó không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Tồn tại ngôn mỉm cười, vì vậy, đằng sau giải trí ức mạch, phải có con quái vật khổng lồ mà chúng ta không thể tiếp cận. Những người có thể huy động những lực lượng này, đối với chúng ta mà nói thì chính là Đại La Kim Tiên. Lần này, Tôn Vĩnh Trinh cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hắn ngây người nói, không, không đến mức đó chứ. Giang sách chỉ là một lính xuất ngũ, làm sao có khả năng như vậy? Ha ha, Ai mà biết được. Tôn Tại Ngôn thở dài một hơi, lần này anh ta thua tâm phục khẩu phục. Không chỉ trí tuệ của đối phương hơn hẳn mình, mà thế lực còn mạnh hơn mình gấp 10 lần trăm lần, ở trước mặt Giang Sách, anh ta mới biết được cái gọi là nhỏ bé là như thế nào. Ầm, uhm, cánh bị đẩy ra thật mạnh. Một đôi cảnh sát cầm súng thật xông vào, sĩ quan dẫn đầu hỏi, hai người là Tôn Vĩnh Trinh và Tôn Tại Ngôn, phải không? Tôn Vĩnh Trinh cao mày, là tôi, sao thế? Viên cảnh sát cho biết, bây giờ chúng tôi nghi ngờ rằng các người đã xúi dục và chỉ đạo người khác, cố tình bôi nhọ giải trí ức mạch, đồng thời nghi ngờ có dính líu đến các hoạt động phạm pháp. Hãy theo chúng tôi trở về một chuyến. Bịch một tiếng, tài liệu trong tay Tôn Vĩnh Trinh rơi xuống đất. Trận thua lần này khác với lần trước, nếu thua lần trước, vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ, nhưng lần này có vẻ như không có khả năng bắt đầu lại. Thất bại thảm hại, Câu chuyện về mấy ông trùm kinh doanh Tôn Vĩnh Trinh và Tôn Tại Ngôn kết thúc ở đây. Những gì chờ đợi họ sẽ là một cuộc sống khó khăn trong tù. Đưa đi. Hai anh em bị cảnh sát còng tay và bắt đi, từ hôm nay trở đi, trên thế giới sẽ không còn những huyền thoại về xí nghiệp Thiên Đình nữa. Giải trí ức mạch, căn phòng chủ tịch. Giang Sách thoải mái ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm một tách trà, uống một cách cẩn thận. Trình Đan Đình lao vào với chiếc máy tính trên tay, nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Giang Sách, anh đúng là thần mà. Như anh đã nói, tất cả các ông chủ của công ty đều đứng ra xin lỗi công khai, chúng ta không phải làm gì cả, oan ức đã được gột rửa. Giang Sách cười cười nhưng không nói gì, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Trình Đan Đình đặt máy tính lên bàn cà phê, nhấp vào tin tức và nói, không chỉ vậy, những phương tiện truyền thông đã chạy theo xu hướng và xúc phạm chúng ta đã đến xin lỗi và cố gắng hết sức để khôi phục danh tiếng của chúng ta. Và những cư dân mạng xúc phạm chúng ta đã để lại lời nhắn trên Weibo chính thức của chúng ta, cầu xin sự tha thứ của giải trí ức mạch, nói rằng không nhẹ dạ cả tin vào những lời vu khống. Chúng ta đã làm từ thiện rất nhiều và họ đã nghe theo kẻ xấu để hãm hại chúng ta. Giờ sự thật được phơi bày, họ rất hối hận và sẵn sàng trả giá tất cả để bù đắp lỗi lầm và cả. Giang sách nắm tay Trình Đan Đình, cười nói, được rồi, được rồi, tôi có thể đoán được cô muốn nói gì, không cần nói thêm nữa đâu. Trình Đan Đình giơ ngón tay cái lên. Giang sách, tôi hoàn toàn bị thuyết phục rồi. Cái gì gọi là chết rồi lại sống, đây chính là chết rồi lại sống. Khi ai đó phủng sát chúng ta, anh có thể phản sát, quá lợi hại. Tôi dám khẳng định rằng từ hôm nay, cho dù các công ty và phương tiện truyền thông khác có vu khống chúng ta, sẽ không ai tin nữa đâu cho dù kẻ nào vu khống chúng ta cũng sẽ bị dư luận phun nước bọt cho chết lần này danh tiếng của giải trí ức mạch chúng ta đã hoàn toàn cải thiện và đạt đến đỉnh cao phải nói rằng một chiêu của giang sách cực kỳ trơn tru chỉ có anh mới dám chơi như vậy nếu có bất kỳ sai lầm nào trong khoảng thời gian này đó không phải là một đòn phản công mà là một cuộc giết chóc thực sự kẻ tài cao thì gan cũng lớn Lần này Giang Sách cho Trình Đan Đình biết thế nào là cao thủ chân chính. Chương 618, chủ động nói lời xin lỗi là đủ chân thành. Giang Sách và Trình Đan Đình đang nói chuyện trong văn phòng thì nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài. Trình Đan Đình đi đến cửa sổ và nhìn, có một nhóm lớn người kéo biểu ngữ ở cổng, họ la hét đủ kiểu nên không thể nghe rõ. Cô ấy không khỏi cau mày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải mọi chuyện đã được làm rõ rồi sao? tại sao những người này vẫn còn kéo băng rôn tới chứ đúng là khinh người quá đáng trước đó tôi không thể động thủ nhưng bây giờ tôi không khách khí với các người đâu trình đan đình nói xong liền đi ra ngoài hai giang sách chưa kịp lên tiếng trình đan đình đã quay người trừng mắt nhìn anh bao nhiêu ngày nay tôi đã chịu đủ rồi đến lúc tôi phải chút giận rồi hôm nay anh dám cản tôi tôi sẽ không để anh yên đầu giang sách mỉm cười tôi không muốn ngăn cản cô tôi muốn cùng cô đi xem chút thôi vậy thì được hai người cùng nhau đi xuống lầu đi qua đại sảnh đi ra khỏi cửa xoay đến trước cửa tòa nhà văn phòng của giải trí ức mạch liền nhìn thấy đám người đang kéo băng rôn la hét ngay khi trình đan đình định mở miệng trách mắng giang sách đã túm lấy cô ấy và chỉ vào dòng chữ trên biểu ngữ trình đan đình nhìn kỹ hơn và không thể không biến tức giận thành vui mừng bốn ký tự lớn được viết trên biểu ngữ chịu đòn nhận tội nhìn những người đang la hét thực ra tất cả đều đang quỳ mỗi người đều cắm một cây sau lưng học theo người xưa để nhận tội và cầu xin giải trí ức mạch tha thứ những gì họ hét lớn đều là những lời ăn năn và cầu xin sự tha thứ trình đan đình mỉm cười hóa ra không phải tới gây rắc rối mà là nhận sao điều này khiến cô ấy cảm thấy rất vui hận thù bị đè nén trong lòng lập tức biến mất trên gương mặt của trình đan đình nở một nụ cười hạnh phúc đã nhiều ngày như vậy mỗi ngày đều bị đè nén, cuối cùng cũng có thể lên xua tan mây mù và nhìn thấy mặt trăng. Trong đám người, một người vội vàng chạy tới, Trình Đan Đình có thể nhìn thấy rõ ràng, người đó chính là người đã vu khống mình nhiều nhất trước đó Phương Khánh Dương. Ông ta đến bên cô và nói với nụ cười trên môi, xếp Trình, Chủ tịch Giang, tôi đến đây để xin lỗi các người. Trình Đan Đình vẫn nhớ về mối hận lần trước. Cô ấy khịt mũi hừ lạnh. Xin lỗi, ha ha, tôi không dám nhận đâu lần trước ông đã đuổi chúng tôi đi nên chúng ta không còn đường hòa giải đâu tính tình hay ghim trong lòng của người phụ nữ lúc này mới bộc lộ ra ngoài phương khánh dương cũng đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối trên mặt vẫn tươi cười nói xếp trình người ta nói rằng oan ra nên giải không nên kết lần này tôi đặc biệt tới đây xin lỗi cô nói rồi ông ta liếc nhìn thư ký bên cạnh thư ký lập tức lấy ra một bản hợp đồng mới và đưa cho trình đan đình xem để tỏ lòng thành Xếp trình, đây là hợp đồng mới của dạp phim chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng nhường 20% doanh thu phòng vé của trăm vạn thiên binh cho công ty của cô chỉ để cầu xin sự tha thứ. Cô nghĩ sao? Chiêu này của Phương Khánh Dương vẫn tương đối thông minh. Chủ động nói lời xin lỗi là đủ chân thành. Chỉ cần có thể giành được sự tha thứ, một mặt có thể xoa dịu mối quan hệ với giải trí ức mạch tránh gặp rắc rối về sau. Mặt khác cũng sợ ức mạch sẽ kiện họ ra tòa. Khi đó thì tiền bồi thường sẽ càng nhiều. Chi bằng bây giờ chịu thiệt một tí. Trình Đan Đình không vui nhìn ông ta, xoay người muốn rời đi. Chương 619, rất kỳ quái. Giang Sách theo sát hai bước và nói vài câu vào tai cô ấy. Trình Đan Đình suy nghĩ một chút, sau đó xoay người nói, ông không cần xin lỗi tôi, tôi không muốn 20% này, ông có thể quyên góp cho những người bị nạn trong vụ hỏa hoạn kia. Nếu có thể làm được tôi đồng ý không truy xét vấn đề này nữa. Được, nhất định làm được. Phương Khánh Dương vui mừng khôn xiết, có thể nhận được lời hứa của Trình Đan Đình, ông ta đến đây cũng đáng. Sau đó, Phương Khánh Dương dẫn người rời đi. Trình Đan Đình thở phào nhẹ nhõm nói, thật sự không dễ dàng để đám ma ô rồng này nhổ ra tiền. Giang sách mỉm cười, mặc dù có rất nhiều khúc mắc, nhưng kết quả trung quy vẫn tốt. Chưa kể danh tiếng của giải trí ức mạch đã lên đến đỉnh cao, lại còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa anh nhìn đám người đang quỳ gối ăn năn nói với trình đan đình đừng để bọn họ quỳ xuống dù sao bọn họ cũng bị lừa bỏ đi trình đan đình nhìn đồng hồ đeo tay bị lừa dối sao không phải họ cũng gây hại cho công ty của chúng ta sao bọn họ quỳ gối còn chưa đủ thời gian khi nào đủ thời gian tôi sẽ tự mình thu xếp nói xong cô ấy quay lưng bỏ đi mấy ngày trước cô ấy quá đẻ nén cho dù hiện tại kết quả có tốt đi chăng nữa cô ấy vẫn muốn chút bỏ cơn giận phụ nữ không thể tránh khỏi một chút nóng này giang sách bất lực nhún vai lúc này chuông điện thoại vang lên giọng của mộc dương nhất từ đầu bên kia điện thoại vang lên này lão đại anh em họ tôn đã bị áp giải qua rồi anh mau qua đây đi biết rồi cúp điện thoại giang sách nhìn lên bầu trời và lẩm bẩm một mình mạch em đã thấy chưa tôn vĩnh trinh hãm hại em anh đã bắt hắn lại. Từ nay về sau, xí nghiệp Thiên đỉnh không còn tồn tại nữa, em có thể yên nghỉ được rồi. Màn đêm buông xuống, gió lạnh thổi qua. Cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lớn mở hờ, những tấm rèm tung bay trong gió. Chiến thần Tu La ngồi vững vàng trên ghế trong văn phòng tổng phụ trách, có Mộc Dương Nhất đứng bên dưới. Một loạt tiếng bước chân truyền tới. Hai anh em Tôn Vĩnh Trinh và Tôn Tại Ngôn bị cảnh sát áp giải vào trong, tay họ đều bị còng hai người họ hơi khó hiểu tại sao không bị đưa đến đồn cảnh sát hay bị giam trong trại tạm giam, mà lại đến văn phòng của người tổng phụ trách khu Giang Nam. Rất kỳ quái. Cộc, cộc cộc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, vang lên âm thanh giòn giã. Hai anh em không khỏi ngước nhìn. Sau khi ánh mắt của họ tập trung vào người ngồi trên ghế, họ đồng thời rơi vào trạng thái cực kỳ kinh ngạc, hàm của họ sắp sửa rất xuống vì kinh hãi. Không thể tin được, không thể diễn tả được. Ngồi trên ghế không ai khác chính là kẻ thù không đội trời chung của họ Giang Sách. Giang Sách, mày, tại sao mày lại ngồi ở chỗ này? Tôn Vĩnh Trinh nhìn hai bên, rồi nhìn Giang Sách, quả thật đang nghi ngờ rằng mình đang mơ. Hắn không nhớ lầm, lúc đến đây hắn đã nhìn rõ, đây là tòa nhà văn phòng của tổng phụ trách, hắn đã bước vào phòng làm việc của tổng phụ trách. Nhưng tại sao Giang Sách lại ngồi ở đó? Không thể hiểu được. Tôn Tại Ngôn ở bên cạnh nhanh chóng lấy lại tinh thần sau một hồi kinh ngạc. Mặc dù rất miễn cưỡng tin vào điều đó, nhưng anh ta suy ra từ nhiều manh mối khác nhau, anh ta đã đoán được thân thể của Giang Sách. Vậy nên Tôn Tại Ngôn ngẩng đầu lên nhìn Giang Sách với vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu trầm thấp vang lên: Xin chào, Giang Sách. Ô không, nên gọi là tổng phụ trách khu Giang Nam chứ. Tổng phụ trách khu Giang Nam. Sau khi nghe cách sương hô này. Tôn Vĩnh Trinh sợ hãi đến bàn chân như nhũn ra, hắn không thể đứng vững được, ngã ngồi trên mặt đất. "Không, không thể nào." Chương 620, là một giọng nói quen thuộc. Tôn Vĩnh Trinh không thể chấp nhận một điều như vậy chút nào. "Đua à, người vừa đấu với mình lại là tổng phụ trách khu giang nam. Điều đó không phải có nghĩa là ngay từ đầu mình nhất định sẽ thua sao? Còn gì là chiến đấu nữa?" Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Sách, không tin hỏi, "Không?" không thể nào, nếu mày thực sự là người đứng đầu khu Giang Nam, muốn đánh bại tạo không phải là chuyện trong phút chốc thôi sao? Sao có thể khiến mọi chuyện phức tạp, mất nhiều thời gian như vậy? Giang sách, đừng giả vờ nữa. Giang sách thờ ơ với những lời chỉ trích mình. Ở bên cạnh, tồn tại ngôn nở nụ cười, xấu hổ nói, kỳ thật, tôi nên sớm nghĩ tới mới phải, ba lần thua đều có sự tham gia của phía chính phủ, lần này lại là sự kết hợp của ba thế lực tòa án, cục thuế và cục cảnh sát, nếu không phải có thân phận và địa vị phi thường thì không thể làm được tất cả những thứ này những lời này là để nói cho tôn vĩnh trinh nghe cũng chính là nói cho chính anh ta nghe tôn vĩnh trinh nuốt nước bọt đây là sự thật không tin cũng phải tin nhưng hắn vẫn không phục nhìn chằm chằm vào giang sách nói mày cố ý đùa tao sao với địa vị cao như vậy tại sao lại đấu với tao giang sách bình tĩnh nói mày biết tại sao mèo lại bắt chuột không mèo bắt chuột, Tôn Vĩnh Trinh bĩu môi, liên quan gì đến tao? Giang sách tự hỏi tự trả lời, mèo bắt chuột để chơi đùa, cũng giống như tôi đấu với ông. Ông đã đẩy em trai tôi vào bước đường cùng, ông nghĩ tôi sẽ giải quyết ông dễ dàng như vậy sao? Những lời này khiến trái tim của Tôn Vĩnh Trinh hoàn toàn nguội lạnh. Hóa ra, đối phương ngay từ đầu đã không coi trọng mình, đầu với mình thực ra chỉ là đùa giỡn với những kẻ ngu ngốc mà thôi dù tôn vĩnh trinh có cố gắng đến đâu thì cũng không bao giờ có thể đánh bại được giang sách con người chỉ sau khi họ đã cố gắng hết sức mà không thể đạt được họ sẽ tuyệt vọng vào lúc này trái tim của tôn vĩnh trinh đầy tuyệt vọng ha 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 tôi đã làm việc chăm chỉ lâu như vậy nhưng lại bị chơi như một kẻ ngốc đồ ngốc tao là đồ ngốc tôn vĩnh trinh vốn có lòng tự trọng rất lớn hoàn toàn mất hết sức lực ngồi sụp xuống đất thẫn thờ nhìn về phía trước lần thua này hắn đã mất tất cả. Thất bại thảm hại. Khoảnh khắc đẩy giang mạch vào ngõ cụt, cũng đã định sẵn kết cục thế này rồi. CD2 Vì vậy, người ta mới nói người đang làm trời đang nhìn, thiện ác cuối cùng sẽ. Có báo Giang sách xua tay Dẫn đi Tôn Vĩnh Trinh, những gì chờ đợi ông sẽ là một cuộc sống trong tù không bao giờ kết thúc. Ông, ở trong tù sám hối đi. Đường đường là ông chủ của một doanh nghiệp hàng đầu, cuối cùng không một xu dính túi và phải ngồi tù, chỉ có thể nói một từ, đảng. Tôn Vĩnh Trinh bật khóc. Hắn từ bỏ hết tôn nghiêm của một người đàn ông, hét lên, Giang Sách, mày không thể làm như vậy với tao, tôi là chủ tịch của xí nghiệp Thiên Đình, tao là người có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh của khu Giang Nam. Bọn mày đưa tao vào tù, và hệ thống kinh tế ở Giang Nam sẽ bị lùi lại hơn 10 năm. Mày không thể làm vậy, thả tao ra. Hắn có hét như thế nào cũng vô ích. Hai nhân viên cảnh sát đến nắm tay hắn và đột ngột khiêng Tôn Vĩnh Trinh ra ngoài, tổng hẳn vào nhà tù. Một thế hệ kinh doanh khổng lồ đã kết thúc. Tại hiện trường vẫn còn tồn tại ngôn. Anh ta cúi đầu thở dài thườn thượt, anh ta biết rằng cái kết của mình chắc chắn sẽ không thể tốt hơn, mình đã tiếp tay cho giặc, đối đầu với tổng phụ trách khu Giang Nam, lúc trước còn sai khiến thuộc hạ đào bới mộ phần của Giang Mạch. Những tội trạng này cộng lại, chết 10 lần cũng không đủ. Anh ta cũng không cầu xin tha thứ, vì anh ta biết rằng có cầu xin cũng vô ích. Chờ đợi anh ta sẽ là kết cục gì? Giang Sách vẫy tay, mấy người mục dương nhất rời khỏi phòng. Sau đó, Giang Sách chậm rãi nói, Tôn Tại Ngôn, anh rất có năng lực. Anh có y thuật cao siêu và trí tuệ siêu việt, người như anh thực sự không nên làm việc cho một kẻ xấu xa như Tôn Vĩnh Trinh. Tôn Tại Ngôn lắc đầu với một nụ cười gượng gạo. Tôi có nỗi khổ của tôi. Tuy nhiên bây giờ có nói gì cũng đã muộn, tổng phụ trách, tôi sẵn sàng chịu mọi hình phạt. Tuy nhiên, tâm nguyện chưa thành của anh ta đã không thể thực hiện được. Tiểu điệp, kiếp này mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa. Giang sách vẫn bình tĩnh, nhấp một ngụm trà trên bàn, không nói chuyện, chỉ ngồi ở chỗ đó, như đang chờ đợi điều gì đó. Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, cùng với tiếng bước chân còn có một người phụ nữ trong trẻo kêu lên tại ngôn là một giọng nói quen thuộc sau nhiều năm lại được nghe lại tôn tại ngôn đột ngột quay lại và thấy rằng đứng sau lưng anh ta là người tình trong mộng của anh ta tiểu điệp người mà anh ta đã ngày đêm mong ngói tiểu điệp tôn tại ngôn và tiểu điệp lao về phía nhau đầy phấn khích và ôm chặt cảnh tượng này khiến người khác rơi nước mắt giang sách đặt tách trà xuống và nở một nụ cười mãn nguyện điều anh thích nhất là được nhìn thấy hạnh phúc của người khác trên đời này còn gì vui hơn là nhìn thấy người khác hạnh phúc chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 621, tất cả đều chưa thể nói trước được. Sau một hồi ôm nhau, hai người tách ra, Tôn Tại Ngôn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Điệp, cảm giác như đang ở trong một giấc mơ, mọi thứ dường như thật hư ảo. Anh ta hỏi, "Tiểu Điệp, em trở về như thế nào? Sao trở về lại không gặp anh? Em đã ở đầu suốt những năm qua?" Tiểu Điệp nghẹn ngào kể lại ngắn gọn sự kiện những năm tháng này. Lúc này, tồn tại ngôn mới biết Tiểu Điệp đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ trong suốt nhiều năm, và cũng biết rằng Giang Sách chính là vị cứu tinh của Tiểu Điệp, là ân nhân to lớn giúp hai người họ được đoàn tụ. Thế mà tồn tại ngôn luôn chống lại ân nhân của mình, anh ta đúng là không bằng không bằng một con chó. Bịch, tồn tại ngôn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Giang Sách. Tổng phụ trách, thật sự xin lỗi, tôi ngu xuẩn mới có thể đối nghịch với anh, muốn đánh muốn phạt gì thì cứ tùy ý anh giang sách bật cười đã lâu rồi anh không được vui như vậy anh nói anh không cần xin lỗi tôi chỉ muốn kiểm tra năng lực của anh nên mới không để tiểu điệp gặp anh trước thôi hoàn toàn không phải lỗi của anh thực tế anh cũng đã cho tôi thấy một tài năng phi thường xứng đáng với những gì tôi đã làm cho anh tôn tại ngôn kế hoạch của anh thực sự rất tàn nhẫn thế mà có thể nghĩ đến việc sử dụng lòng tốt của tôi để tạo dư luận và biến thiện thành ác. Đó thực sự không phải điều mà người bình thường có thể nghĩ ra. Thành thật mà nói, nếu tôi không phải là tổng phụ trách thì e rằng tôi đã thất bại dưới tay anh rồi, thật sự là tôi đã không nhìn lầm người mà. Tiểu Điệp nói một cách tự hào, hừm, lúc nãy tôi đã nói, mưu kế của tại ngôn là độc nhất vô nhị trên thế giới mà. Nhưng Mộc Dương nhất càng tự hào hơn, cắt, về mặt chiến lược, Lão đại của chúng ta là lợi hại nhất. Họ cãi nhau như hai đứa trẻ. Giang Sách mỉm cười, ra hiệu cho họ im lặng, sau đó nói với Tôn Tại Ngôn, "Được rồi, chúng ta đừng nói nhảm nhí nữa, tôi sẽ nói rõ với anh. Lý do tôi giúp anh và kiểm tra anh, chỉ là để nhận anh vào trường của tôi." "Thế nào, Tôn Tại Ngôn, anh có sẵn lòng làm việc dưới quyền của tôi không?" Tôn Tại Ngôn mừng rỡ như điên. Anh ta vỗ ngực nói, "Đương nhiên là nguyện ý." Từ hôm nay trở đi, tính mạng của tôi là của anh, tổng phụ trách, anh muốn tôi lên núi đao xuống biển lửa gì tôi cũng chịu. Tốt lắm." Giang Sách cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng khi khuất phục được một mãnh tướng như thế này. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi hai bước và đích thân đỡ Tôn Tại ngôn đứng dậy. Càng nhìn càng thích. Từ nay về sau, ngoài mộc dương nhất, Giang Sách còn có một trợ thủ đáng tin cậy khác, cho dù Giang Sách không có mặt, tin chắc rằng với sự khôn ngoan của tôn tại ngôn, nhiều việc có thể hoàn thành. Ngày hôm sau, ngạc nhiên thay, tất cả các bản tin đều là giải oan cho giải trí ức mạch, một lần nữa đẩy giải trí ức mạch lên đỉnh cao. Nhưng ngay cả như vậy, vị trí tiêu đề trên trang nhất đã bị lấy đi bởi một mẫu tin khác xí nghiệp thiên đỉnh sụp đổ, chủ tịch tôn Vĩnh Trinh đã bị bắt. Tin tức càng ngắn, mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Là một công ty hàng đầu rất xứng đáng làm đầu tàu ở Giang Nam, nó là mục tiêu săn đuổi của các công ty khác, thế mà đã sụp đổ chỉ sau một đêm. Người ta không biết sự sụp đổ của Xí nghiệp Thiên đỉnh sẽ có tác động gì đến giang nam. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là mọi công ty khác đều có cơ hội cạnh tranh cho vị trí đầu bảng. Xí nghiệp Thiên đỉnh sụp đổ, ai sẽ thay thế Xí nghiệp Thiên đỉnh lên đứng đâu? Khoa học kỹ thuật tầm mộng hay những công ty siêu hùng mạnh khác? Tất cả đều chưa thể nói trước được. Hiện tại, tương đối chắc chắn rằng Ít nhất về lĩnh vực giải trí, không có công ty nào là đối thủ của giải trí ức mạch. Giải trí ức mạch đã thay thể giải trí bá khống và trở thành lão đại tuyệt đối của ngành giải trí. Đường nhựa, tiếng còi inh ỏi và chiếc Lincoln đen sấm chạy dài trên đường. Một người đàn ông mặc đồ đen ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng và rộng rãi. Anh ta ngồi thẳng người trên ghế ra, trên tay cầm một ly rượu đỏ, vừa uống rượu vừa điều khiển từ xa, xem tin tức của khu giang nam một nụ cười nở trên miệng người đàn ông. Chiến thần Tu La, giang sách, quả nhiên là đủ thủ đoạn. Xem ra ông ngô bảo tôi phải cẩn thận một chút đúng là có lý. Tên nhóc này không dễ đối phó. Nhưng, người đàn ông tắt màn hình và uống hết một hớp rượu đó trong ly. Bất kể thủ đoạn cao như thế nào, mày vẫn có thể vượt qua ta rip tao. U, ông ngô, ông cứ chờ xem. Trước khi ông tới Giang Nam, tôi sẽ giúp ông dẹp bỏ tất cả chướng ngại để ông nằm xuống kiếm tiền. chương 622, rốt cuộc anh ta là kẻ thù hay là bạn? Màn đêm trôi qua, trời quang mây tạnh. Giang sách đã dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho cả gia đình. Đinh Mộng Nhiên vừa ngáp dài vừa bước đến bàn ăn và ngồi xuống, nhìn bữa sáng phong phú, cô vui vẻ nói, chà, cuối cùng cũng có thể có một bữa sáng ngon lành. Bố vợ Đinh Khải Sơn bất mãn ra mặt. Con nói thế là sao, bữa sáng bố thường chuẩn bị cho con không ngon sao có chồng là quên mất bố thật là bất hiếu đinh mộng nhiên thẻ lưỡi uống sữa và ăn trứng rán cô cảm thấy thật hạnh phúc cô tò mò hỏi giang sách hôm nay sao anh lại rảnh mà làm bữa sáng thế không cần giải quyết việc của công ty sao gần đây không phải rất bận nên không có thời gian về nhà sao giang sách cười đáp việc của công ty đã xong rồi mấy ngày nay anh có thể thoải mái không cần phải đi làm Thế à, Ninh Mộng Nhiên thầm mừng rỡ trong lòng bởi vì gian sách bận việc của công ty nên đã lâu rồi bọn họ không ăn ở chung. Bây giờ cuối cùng tôi cũng có cơ hội rồi. Nói không chừng, còn có thể. Ngay khi cô đang suy nghĩ vớ cẩn, Đinh Khải Sơn đã bật tivi lên và xem tin tức buổi sáng. Theo báo cáo mới nhất, sau khi Tôn Vĩnh Trinh, Chủ tịch Xí nghiệp Thiên Định, bị bắt giam, công ty đã tuyên bố phá sản. Hiện tại, Công ty đã được một nhà đầu tư nước ngoài đến từ Tây Cảnh mua lại. Tên của chủ tịch mới là Rip. Sau khi mua lại, xí nghiệp Thiên đỉnh chính thức được đổi tên thành xí nghiệp Dạ Mạc. Dạ Mạc sẽ là bước đầu tiên để công ty có vốn đầu tư nước ngoài này tiến vào khu Giang Nam. Tôi tin rằng sẽ có nhiều hành động hơn nữa trong tương lai. Định Khải Sơn vừa nhai bánh quẩy vừa nói, khá lắm, việc mua lại đã hoàn thành chỉ trong một ngày, ra tay thật nhanh chóng và hào phóng. Mặc dù xí nghiệp thiên đỉnh đã phá sản nhưng nguồn lực của nó vẫn rất dồi dào cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn đánh vào khu Giang Nam là một nguyên liệu rất tốt. Giang sách ở bên cạnh lúc đầu vẫn còn tươi cười, nhưng sau khi đọc tin tức, nụ cười trên mặt anh liền biến mất. Hai từ Tây Cảnh Khiến Giang sách cảm thấy rất khác thường. Anh nhận thức rõ tình hình ở Tây Cảnh, những công ty có thể tồn tại ở nơi đó chắc chắn là những công ty hùng mạnh với sức mạnh đáng kinh ngạc. Bây giờ, khó có thể nói loại xí nghiệp này muốn vào khu Giang Nam là tốt hay xấu. Thậm chí có khả năng nhà tư sản đứng đằng sau xí nghiệp dạ mạc là kẻ thù truyền kiếp của chiến thần Tu La cũng không chừng. Điều này khiến Giang sách khó chịu. Cảm giác rất khó chịu khi tốn bao nhiêu công sức để giải quyết xí nghiệp thiên đỉnh, dọn dẹp tôn vĩnh trinh rồi lại để cho người khác được lợi. Ban đầu, Giang sách vẫn đang cân nhắc xem có nên tự mình mua lại xí nghiệp thiên đỉnh hay không, ai ngờ người đàn ông tên Rip này lại ra tay nhanh chóng như vậy. Rip, Giang Sách nhìn người đàn ông trên TV và cố gắng suy nghĩ vọng, nhưng anh không có một chút ấn tượng nào. Điều này cho thấy khi ở Tây Cảnh, Giang Sách chưa từng nhìn thấy người đàn ông tên. Rip, suốt cuộc anh ta là kẻ thù hay là bạn? Vừa nghĩ tới đây, Đinh Mộng Nhiên vươn tay hất đầu anh, đang suy nghĩ gì vậy? Tập trung thế, Giang Sách định thần lại, cười nói không có chuyện gì, anh chỉ đang nghĩ bữa trưa nên ăn gì, có muốn làm món cá ngầm dưa chua em thích không? đinh mộng nhiên lắc ngón tay không không buổi trưa em không về nhà ăn cơm ồ hôm nay có buổi họp lớp cấp 3, bọn em đi ăn nhà hàng đinh mộng nhiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía giang sách mà này anh cũng nhàn rỗi hay là đi cùng em đi giúp em lái xe làm tài xế cho em giang sách ngượng ngùng nói anh không phải bạn học của em đi theo em có ổn không ồ vậy à đinh mộng nhiên nói với một nụ cười xấu xa khi còn là một nữ sinh ở trường trung học nhiều nam sinh đã viết thư tình cho em đấy. Họ nghe nói em sẽ tham gia buổi họp lớp lần này, nên cả đảm đều nhao nhao muốn tới. Anh yên tâm để một mình em đi như thế à? chương 623A, à, đúng là rát vàng lên mặt. Đây là cô cố tình nói cho Giang sách nghe. Sự thật đã chứng minh rằng rất hiệu quả. Chiến thần Tu La, mặc dù sức mạnh và trí tuệ đã đạt đến mức vượt xa người thường, nhưng xét về mặt cảm xúc thì anh vẫn luôn giống như một học sinh tiểu học, không quá ngạc nhiên. Không ai là hoàn hảo cả, dù giang sách có mạnh mẽ đến đâu thì anh vẫn có những điểm. Yếu. Cảm xúc là điểm yếu của anh. Ngay khi nghe tin người vợ xinh đẹp dịu dàng của mình bị những người đàn ông khác nhầm tới, hũ giấm ghen tuông trong lòng của giang sách đã bị lật ngay lập tức. Anh cúi đầu nói, bây giờ anh phải đi lấy chìa khóa. Nhìn bóng lưng của giang sách đi về phía phòng ngủ, đinh mộng nghiên cười khúc khích, đó là một nụ cười hạnh phúc và hài lòng. Định Khải Sơn gõ bát, không biết trên dưới, sau này không được phép, bắt nạt, sách nhi nữa, biết không? Đinh Mộng Nhiên bĩu môi. Ăn sáng xong, sau 2 giờ nghỉ ngơi, Giang sách lái xe đưa Đinh Mộng Nhiên đến khách. Sạn đã đặt trước, nhà hàng Trường Thanh. Nhà hàng này không phải là một nhà hàng đặc biệt sang trọng, nhưng địa điểm chuẩn xác, món ăn tứ xuyên của họ rất chính thống, đặc biệt là món lẩu kiểu tứ xuyên, không nơi nào. Sánh kịp trong toàn bộ khu Giang Nam. Nhiều buổi họp mặt công ty, họp mặt bạn bè, tụ tập bạn bè cùng lớp đều thích đến nhà hàng Trường Thanh này. Chiếc xe dừng lại, Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên tay trong tay bước tới cửa, nhìn lên và thấy hai ký tự lớn được viết trên tấm bảng cổ kính, Trường Thanh. "Vào đi, bọn họ đều đã chuẩn bị xong ngồi." "Ừm." Đinh Mộng Nghiên bước vào. Theo cuộc trò chuyện trong nhóm, phòng riêng được đặt trước là phòng số 6 trên tầng 2, là phòng lớn nhất trong nhà hàng. Họ bước lên lầu. Đi tới trước cửa phòng, Đinh Mộng Nghiên chỉnh sửa lại quần áo, vươn tay mở cửa, chậm rãi đi vào. Thời điểm cô bước vào, những tiếng ồn ào và náo động ban đầu trong phòng dừng lại, mọi ánh mắt đều hướng về Đinh Mộng Nghiên. Nhất là đám con trai đó, mắt tên nào tên nấy đều như muốn phun ra lửa. Một phần lớn trong số họ đến là vì Đinh Mộng Nghiên. Dù gì thì cũng đã lâu lắm rồi mới gặp lại hoa khôi của lớp năm nào. Không Đinh Mộng Nhiên không chỉ là hoa khôi của lớp mà còn là hoa khôi của trường. Mộng Nhiên, cậu đến rồi à? Đến đây đi, ở chỗ tớ này. Này, nghĩ gì thế? Dĩ nhiên là Mộng Nhiên phải ngồi ở bên cạnh tôi rồi. Mấy người đừng có cướp, Mộng Nhiên phải ngồi bên tôi. Khi còn đi học, chúng tôi ngồi cùng bàn đấy. Đừng nói nhảm, sao tôi không nhớ Mộng Nhiên cùng bàn với cậu? Tại sao lại không? Mộng Nhiên và tôi được ngăn cách bởi một lối đi, giống như Nhiu Lang trước nữ bị ngăn cách bởi một giải ngân hà thôi. À, đúng là rát vàng lên mặt. Có rất nhiều tiếng ồn trong phòng và các nam sinh đều hy vọng rằng Đinh Mộng Nhiên có thể ngồi bên cạnh họ. Ai có thể ngồi bên cạnh Đinh Mộng Nhiên ngày hôm nay, niềm hạnh phúc sẽ tràn ngập. Trước khi Đinh Mộng Nhiên ngồi xuống, Giang Sách đã đi vào phía sau cô, kể sát Đinh Mộng Nhiên. Khuôn mặt của các chàng trai ngay lập tức thay đổi. Mẹ kiếp. Mày là ai? Dám dựa sát vào mộng nghiên như vậy? Giang sách thờ ơ trả lời, tôi tên là Giang sách, và là... Chồng của cô ấy. chương 624, không có phần của anh. Câu nói này như một gáo nước lạnh, ngay lập tức dập tắt nhiệt huyết của các chàng trai có mặt. Đúng là sau bao nhiêu năm, mọi người đều cho rằng Đinh Mộng Nghiên hẳn là đã kết hôn, nhưng bạn học không phải sẽ có mấy loại thọc gậy bánh xe hay chui kẽ hở gì đó sao? Cho dù không đào được, nhưng có thể lén trộm cũng không tệ. Mục tiêu của mọi người đều giống nhau. Cuối cùng, ai có thể nghĩ rằng Đinh Mộng Nhiên thực sự mang theo chồng của cô đến chứ, điều này khiến mọi người có chút khó chịu. Một trong những người đàn ông tên Trung Đào đã trực tiếp đáp trả, "Ồ, vậy thì anh không phải là bạn cùng lớp của chúng tôi nhỉ? Nếu đã không phải, xin vui lòng tạm thời rời đi. Tôi không muốn nhìn thấy người lạ trong buổi họp lớp, điều đó sẽ làm cho chúng tôi không thoải mái nói chuyện cũng được. Trung Đào là lớp trưởng thời cấp 3, lúc đó anh ta cứ thích làm ra vẻ, sau khi vào xã hội thì giữ chức lãnh đạo nhỏ trong một công ty niêm yết, đường làm quan mở rộng. Vì vậy, anh ta không bao giờ thay đổi trong lời ăn tiếng nói, và khi đối mặt với những người kém hơn mình, giọng điệu của anh ta rất thờ ơ, thái độ cũng rất kiêu ngạo. Các bạn học nam khác cũng nhìn Giang Sách với vẻ hả hê. Giang Sách nhún vai và nhẹ nói, vậy thì tôi đi trước các chàng trai có mặt đều nở một nụ cười mãn nguyện. Tiến tên ôn thần này đi trước, mới khiến họ thuận lợi trong việc đối phó với Đinh Mộng Nhiên. Hả? Trước khi họ kịp vui mừng, Giang Sách đã nắm tay Đinh Mộng Nhiên và chuẩn bị rời đi. Lần này, các chàng trai có mặt đều vô cùng sợ hãi. Anh đi thì không sao, nhưng phải để Đinh Mộng Nhiên ở lại chứ. Đặc biệt là Trung Đào, anh ta đã phải lòng Đinh Mộng Nhiên khi còn đi học, hôm nay tới cũng là vì Đinh Mộng Nhiên, nếu đinh mộng nghiên không ở đây nữa vậy thì anh ta cần gì phải tiếp tục bữa tiệc này chờ đã trung đào đột nhiên ngăn họ lại còn gì nữa không giang sách quay lại nhìn trung đào sắc mặt trung đào hơi khó coi nên nói như thế nào đây buộc giang sách rời đi và để đinh mộng nghiên ở lại ha ha người ta đồng ý mới là lạ nhưng chuyện tới bây giờ cũng không còn cách nào anh ta hừ lạnh một tiếng rất bất đắc dĩ nói tôi đã nghĩ kỹ rồi anh giang nên ở lại đi dù sao anh cũng là chồng của mộng nhiên cũng không phải người ngoài không cần quá gay gắt không hổ danh là lãnh đạo nói mấy câu này rất trơn tru giang sách thầm cười trong lòng anh ngồi xuống bên cạnh đinh mộng nhiên trong lòng đám người trung đào rất không hài lòng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì bữa tiệc này càng ăn càng khó chịu trung đào cau mày thở phào một hơi nhìn giang sách hỏi anh giang làm việc ở đâu giang sách thản nhiên nói tôi làm việc ở khoa học kỹ thuật tầm mộng ồ thật không thể tin được đó là một công ty lớn ở giang nam anh giang lương của anh hẳn là rất cao đúng không không nhiều lắm 8 ngàn tệ một tháng nhân viên bình thường nghe vậy sự tự tin của tất cả các chàng trai đều tăng lên mặc dù họ không phải là những người giàu có và quyền quý nhưng so với giang sách Người được trả tám ngàn nhân dân tệ một tháng, như vậy là quá đủ. Nụ cười trên mặt Trung Đào càng đậm hơn, anh ta cười nửa miệng nói, chật chật, tám nghìn. Anh có thể nuôi được Mộng Nghiên không? Mộng Nghiên của chúng tôi là hoa khôi của trường, hoa khôi của lớp và là giấc mơ của hàng nghìn nam sinh. Khi còn đi học, ngày nào cũng có nam sinh theo đuổi cô ấy. Không hoa khi nói rằng chỉ cần Mộng Nghiên nguyện ý, đừng nói là lương tháng tám, không ngay cả đàn ông lương tháng tám mươi 800 nghìn, 8 triệu cũng chỉ có thể cho cô ấy tùy ý lựa chọn. Chào ôi, cây cải trắng lại để cho lợn ăn rồi. Lời này nói sau lưng thì cũng được, nhưng nói trước mặt người khác thì rõ ràng là coi thường người ta. Giang sách cũng không quan tâm, tiếp tục cúi đầu ăn khiến Trung Đào càng thêm khinh thường. Anh ta vươn tay lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Đinh Mộng Nghiên, đây là danh thiếp của tôi, cậu nhận đi. Đinh Mộng Nghiên với tay nhận và đặt nó lên bàn. Trung Đào nói, Mộng Nhiên, tôi thực sự cảm thấy tiếc thay cho cậu, một cô gái xinh đẹp và hiểu biết như vậy, lại kết hôn với một. Ôi, cuộc sống của cậu hiện giờ chắc hẳn rất khó chịu nhỉ. Cậu yên tâm, đã có tôi đây rồi. Mặc dù bây giờ tôi không phải là quyền cao chức trọng gì, nhưng tôi vẫn có hơn 10 vạn tệ một tháng. Nếu gặp khó khăn gì trong cuộc sống, cứ nói chuyện với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Nói chuyện thì có vẻ hay, nhưng chồng người ta ở đó nói những lời này khác nào vả và vào mặt chồng người ta. Các cô gái khác bĩu môi mất hứng. Họ vừa hỏi xin Trung Đào một tấm danh thiếp nhưng không được, Đinh Mộng Nhiên không cần nói thì Trung Đào đã đưa ra, và đó là sự khác biệt. Đinh Mộng Nhiên mỉm cười và không nói gì. Trung Đào nhìn chằm chằm vào Đinh Mộng Nhiên, thấy phản ứng của Đinh Mộng Nhiên không mạnh lắm, liền cảm thấy có chút không vui. Với thu nhập hơn 10 vạn hàng tháng, người khác thấy đều phải khách khí tại sao Đinh Mộng Nhiên lại như không muốn thấy anh ta vậy? Anh quyết định lộ một chút thủ đoạn trước mặt Đinh Mộng Nhiên. Trung Đào cười nói, hôm nay các bạn cùng nhau tụ họp, là ngày đoàn tụ. Đoàn tụ thì đương nhiên phải ăn chè trôi nước rồi. Anh ta vỗ vỗ tay. Ngay lập tức, một số người phục vụ bước vào với những bát chè trôi nước và đặt một bát trước mặt mọi người, ngoại trừ giang sách. Mỗi bát cũng không nhiều, chỉ 5-6 viên, đều là những viên gạo nếp nhỏ, một ngụm có thể ăn được hai ba cái. Miệng đủ lớn thì có thể ăn cả bát trong một lần. Trung Đào cười nói, những bát chè này là của Long Thành Viên. Để đạt được những bát chè này, tôi đã mất rất nhiều thời gian và nhờ rất nhiều người mới có được, nên mọi người đừng ngại ít. Long Thành Viên là thương hiệu chè trôi nước số một cả nước. Công thức chế biến độc đáo của họ từ xưa đến nay khó có thể bắt chước bánh trôi ăn vào miệng vừa ngon vừa mềm, hương vị đa dạng khiến người thưởng thức như có thể bay bổng. Chính vì vậy, dù mỗi bát chè trôi nước của Long Thành viên bán với giá cao ngất trời nhưng nguồn cung vẫn không đủ cầu. Đừng nhìn cái bát nhỏ này mà lầm, có thể phải bỏ ra 2-3 nghìn tệ mới được ăn đấy. Mọi người nhìn nhau, đều nuốt nước miếng, không dám tùy tiện ăn. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Trung Đào rất vui. Nó một lần nữa chứng minh rằng sau nhiều năm, người giỏi nhất chính là lớp trưởng như anh ta. Trung Đào nhìn Giang Sách, kỳ lạ nói, thật xin lỗi, ban đầu không ngờ anh đến nên không chuẩn bị trước cho anh. Mọi người đều có cái để ăn, nhưng giang sách thì không. Cả đám cười ồ lên. Một người dùng thìa xúc một viên vào miệng, trà, ngon quá. Những người khác lần lượt động đúa, lần lượt ăn hết bánh trôi vào bụng, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Chỉ tiếc là tổng cộng chỉ có 5-6 cục, ăn chưa phê đã hết sạch rồi. Nhưng ngẫm lại, bát chè 2-3 nghìn tệ thì chỉ có thể nếm thử, sao có thể dùng như cơm bữa được chứ? dù sao bọn họ vẫn còn có cái để ăn, nhìn đến giang sách, người ta còn không có nước để uống. chương 625, mời đầu bếp. Mọi người đều ăn xong, chỉ có đinh mộng nghiên, cô nhìn bát chè trước mặt, sau đó lại nhìn giang sách, trong lòng cảm thấy rất buồn. Nếu cô ăn, đó sẽ là sự sỉ nhục lớn nhất đối với giang sách. Trung Đào chỉ muốn xem điều này. Anh ta muốn Đinh Mộng Nhiên ăn những viên trôi nước mà anh ta chuẩn bị, muốn nhìn thấy phụ nữ của người khác ăn đồ của mình. Mộng Nhiên, sao cậu không ăn? Trung Đào cố ý hỏi. Đinh Mộng Nhiên cúi đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Biết là không thể ăn nhưng lại không tiện mở miệng, hiện tại có nhiều người như vậy, không thể thẳng thừng từ chối lòng tốt của người ta được. Chẳng lẽ phải làm xấu mặt chồng mình trước đám đông sao? Không được. Đinh Mộng Nhiên cắn môi, cho dù hôm nay có cãi nhau với mọi người, cô nhất định sẽ đứng về phía Giang sách và không bao giờ ăn chè trôi nước do Trung Đào chuẩn bị. Ngay lúc bầu không khí khó xử, Giang sách đã mỉm cười. Anh chỉ vào bánh trôi trong bát và nói, nhìn đi, mấy viên bánh này đã nhão rồi, chứng tỏ đã làm được một khoảng thời gian rồi, cũng không phải là bánh trôi nước long thành viên chính hiệu và tươi ngon nhất. Loại bánh trôi này, mộng nhiên nhà tôi sẽ không ăn đâu. Cái này, sắc mặt trung đào đột nhiên tái xanh. Anh ta vất vả tìm chè trôi nước ngon nhất, giá 2-3 ngàn tệ một bát, lại bị người ta khinh thường, trà đạp như vậy sao? ha ha, sang sách, khẩu khí của anh lớn thật. Anh nói chè trôi nước của tôi bị nháo, không xứng với mộng nghiên sao. Được, vậy thì anh có thể chuẩn bị một phần cho xứng đi. Nói phải biết uốn lưới bảy lần chứ. Tưởng không ai biết nói mỉa à. Những người khác đều cười và hùa theo. Lớp trưởng cũng đừng làm người ta khó xử. Bát chè này giá hai ba nghìn tệ, một bàn cũng phải vài vạn, lương người ta một tháng chỉ có tám ngàn tệ, một bàn này không phải mất mấy tháng lương sao bỏ đi ôi mộng nhiên cậu cũng thật là đúng là hoa nhài cắm bãi phân châu mà giang sách không quan tâm đinh mộng nhiên đã hơi nóng nảy dù lương của giang sách thấp nhưng giang sách đã ký hợp đồng trăm vạn với đội xe chỉ cần nói ra nhất định sẽ khiến những người này kinh hãi cô chưa kịp nói chuyện giang sách đã ngăn cô lại nhẹ giọng hỏi mộng nhiên em có muốn ăn chè trôi nước long thành viên chính thống nhất không hả đinh mộng nhiên sững sờ vài giây nếu em muốn ăn anh sẽ mời đầu bếp của long thành viên đến đây nấu cho em ăn phụt một trận tiếng cười bùng nổ trung đào ôm bụng thiếu chút nữa đã cười đến mức sốc hông. ôi không tôi cười chết mất ai cứu tôi với lại còn mời đầu bếp của long thành viên đến ư má nó mọi người thấy chưa có một tên ba hoa khoác lác ở đây này chè trôi nước long thành viên vốn đã rất khó mua đầu bếp ở đó dù có tiền cũng chưa chắc mời đến được. Giang sách, một nhân viên bình thường với mức lương hàng tháng là 8.000 tệ, lại có thể mời được người ta đến sao? Đơn giản là một trò đùa lớn nhất thế giới mà. Mặc dù vấn đề này nghe có vẻ vô lý và hoang đường, và mặc dù những người khác không tin giang sách, nhưng Đinh Mộng Nhiên lại tin. Đã bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần như vậy, giang sách đều có thể biến hóa một cách thần kỳ, và có thể làm những việc mà người thường không thể làm được vì vậy, cô sẵn sàng tin tưởng giang sách. Đinh Mộng Nhiên gật đầu, ừ, nếu có trẻ trôi nước long thành viên tươi ngon, đương nhiên là em muốn ăn rồi. Được rồi, anh sẽ liên lạc giúp em. Giang sách lấy điện thoại di động ra và gọi cho Tôn Tại Ngôn. Alo, Tại Ngôn, giúp tôi một việc. Bây giờ tôi muốn ăn chè trôi nước long thành viên, anh giúp tôi hẹn đầu bếp của họ, đích thân đến nhà hàng Trường Thanh, phòng số 6 làm chè trôi nước cho tôi nhé. Được, Hoàn thành trong vòng 15 phút. Cúp điện thoại xong, Giang Sách nhìn đám người, nhẹ giọng nói, 15 phút nữa, đầu bếp sẽ tới làm bánh trôi cho chúng ta, xin chờ một chút. Một lần nữa, cả phòng lại phá lên cười dữ dội. 15 phút, ha 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 ha, cười chết mất. Cho dù hẹn trước với bên đầu bếp, cũng không thể hẹn trong 10 ngày nửa tháng, huống chi Giang Sách chỉ là một nhân viên nhỏ, còn không đủ tư cách hẹn trước. Trung Đào nói, này anh bớt diễn trò đi được không? Giang sách cười và không nói gì. 15 phút, nói dài cũng không dài lắm, mọi người ngồi trên ghế thản nhiên đọc tin tức, liền nghe thấy bên ngoài phòng truyền đến tiếng cảm thán. Một số người trong số họ hét lên, đó không phải là đầu bếp của Long Thành Viên sao? Sao lại đến nhà hàng Trường Thanh? Tiếng hét này khiến mọi người trong phòng sợ hãi. Từng người một nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài xem, Trung Đào không thể ngồi yên nên đứng dậy bước ra ngoài giang sách ngồi trên ghế gắp một miếng rau vừa ăn vừa nói với đinh mộng nhiên có đói không ngồi một lát đi bánh trôi nước sẽ được dọn ra sớm thôi đinh mộng nhiên hưng phấn nói anh thật sự mời được đầu bếp của long thành viên à ừm anh làm cách nào thế giang sách cười và thản nhiên giải thích bởi vì đầu bếp của long thành viên và đầu bếp nhiếp tranh nhiếp của khách sạn uyên ương là bạn tốt của nhau anh và nhiếp sư phụ cũng là bạn trí cốt cho nên mọi người đều biết nhau, giúp nhau một tí cũng không có gì lạ. Đinh Mộng Nhiên hơi ngạc nhiên. Đừng nhìn Giang Sách soàng xĩnh mà lầm, tất cả bạn bè của Giang Sách đều rất lợi hại đấy. Cô bĩu môi nói, anh đó, sau này nên học hỏi thêm nhiều điều từ bạn bè đi. Cả đời không thể làm nhân viên bình thường được đúng không? Ha ha, được rồi, anh biết mà. Hai người nói chuyện phiếm, chỉ thấy Trung Đào và những người khác lần lượt bước vào và trở về chỗ ngồi của mình một số người rất phấn khích một số trông buồn và ảm đạm sắc mặt trung đào tái đi anh ta không bao giờ tưởng tượng được đầu bếp của long thành viên thực sự được mời tới mình mới mua được vài bát chè đã dương dương tự đắc ai ngờ người ta lại mời đầu bếp tới nấu luôn tranh lệch này khó mà diễn tả được vừa rồi anh ta nhẫn tâm làm nhục giang sách bao nhiêu hiện tại trên mặt anh ta lại càng nhục nhã bấy nhiêu chỉ là anh ta không hiểu làm sao giang sách một nhân viên nhỏ với mức lương 8.000 một tháng, lại có khả năng mời được một vị đầu bếp nổi tiếng trong nước như vậy. Hoàn toàn không hợp lý. Anh ta chưa kịp phản ứng thì người phục vụ đã bước vào và đặt những bát trôi nước lên bàn. Nhìn những chiếc trôi nước này đều căng mọng, tròn xoe, trông rất ngon và hấp dẫn. Vì mới làm nên không giống như những viên trôi nước trước đó, những viên này đều toát ra hào quang, chỉ cần nhìn vào là nước miếng sẽ chảy ra. Giang sách bảo người phục vụ đặt một bát trước mặt mọi người, bao gồm cả trung đào. Giang sách nói, mọi người còn nhìn gì nữa? Mau động đũa đi, nguội lại sẽ không ngon đâu. Vừa dứt lời, mọi người cầm đũa lên ăn. Thơm ngon. Khuôn mặt của mọi người đều nở nụ cười hạnh phúc, đặc biệt là Đinh Mộng Nhiên, cô bưng chén chè lên ăn một cách hưởng thụ. Cả phòng, chỉ có sắc mặt của trung đào là ảm đạm, nhìn chén trôi nước thơm phức trước mặt, ăn cũng không được, mà không ăn cũng không xong bực bội quá, audio điện tử võ tấn bền hết chương 625.